Hôm nay sư giảng bài kinh số 49 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Phạm Thiên Cầu Thịnh. Cái bài kinh này là Đức Phật kể lại cái câu chuyện mà có một thuở, một thời, cái lần mà Đức Phật đã đi lên cõi Phạm Thiên để hóa độ cho các cái vị Phạm Thiên có những tư tưởng tà kiến, có những cái quan điểm tà kiến, và Đức Phật muốn phá vỡ cái tư tưởng, cái quan điểm tà kiến để cho các cái vị Phạm Thiên này có được cái hiểu đúng, có được cái chánh tri kiến, để các vị ấy có được cái sự lợi lạc, sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui, vì cái hạnh phúc lợi ích cho chư thiên và loài người. Nên Đức Phật đã thực hiện một cái chuyến du hành lên cõi Phạm Thiên để độ các vị Phạm Thiên, cho nên gọi là Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Thì Đức Phật kể lại cái câu chuyện như vậy. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi tại Chetavana, vườn ông Anathabindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Một thời, này các tỷ kheo, ta ở tại Ukatha trong rừng Subhagavana dưới gốc cây Tana Vương. Lúc bấy giờ các tỷ kheo Phạm Thiên Bắc Cá khởi nên ác tà kiến như sau: Cái này là thường, cái này thường hằng, cái này thường tại, cái này là toàn diện, cái này không biến hoại, cái này không danh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này ra không có một cái nào khác hơn. Này các tỷ kheo, sau khi với tự tâm biết được tâm của Phạm Thiên Ba Cá như người nực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay coi lại cánh tay duỗi ra, ta biến mất ở Ukatha rừng Subhagavana dưới gốc cây Tana Vương và hiện ra ở cõi Phạm Thiên ấy. Này các tỷ kheo, thì đây là cái câu chuyện mà Đức Phật kể lại về cái tâm của Đức Phật biết được tâm của một vị đại Phạm Thiên. Cái vị đại Phạm Thiên này là vị đại Phạm Thiên Bác Cá, và vị ấy có một cái ác tà kiến, có một cái tư tưởng. Vị ấy tuyên bố với mọi người rằng cái cõi Phạm Thiên mà vị ấy đang an trú, đang ở ấy, thì cái cõi Phạm Thiên này thực ra nó chỉ là cái cõi sơ thiền. Vị ấy là đại Phạm Thiên, và cái lịch sử, cái sự tích của cái vị đại Phạm Thiên Bác Cá này thì đó là do một cái kiếp xa xưa rất là lâu, vị ấy cũng sinh ra ở cái cõi người này, và đã thực vị ấy đã trở thành một vị ẩn sĩ tu tập thiền định, đắc được tứ thiền bát định, có được năm cái thắng trí, có được cái thần lực, có cái thần thông lớn. Vị ấy có một cái am ở bên cạnh cái dòng sông Hằng. Khi vị ấy tu tập ở đấy, vị ấy có những cái năng lực thần thông như vậy, và vị ấy cũng là cái người làm những cái việc thiện nhiều, như là khi thấy những ai gặp những cái hoạn nạn gì, vị ấy thường dùng cái năng lực thần thông của mình để cứu giúp, và vị ấy đã cứu sống được rất nhiều người khi gặp những cái hoạn nạn, như là có cái đoàn buôn đi trên sa mạc mà đang bị lạc đường đói khát, sắp chết khô khan ở trên sa mạc, thì vị ấy dùng thần thông biến thành một cái con sông dẫn nước đến để cho cái đoàn người ấy được cứu sống, và vị ấy cứu sống rất nhiều người bằng cái thần thông của mình như vậy. Đó là cái nhân mà sau này vị ấy có cái danh vọng rất là lớn ở cõi Phạm Thiên. Rồi khi chết ở cái cõi người ấy, vị ấy sinh về cõi Phạm Thiên. Vị ấy đã từng trải qua rất nhiều kiếp sinh ở cõi Phạm Thiên. Có kiếp vị ấy từng sinh ở cõi Tứ Thiền Quảng Quả Thiên, sống lâu tới 500 đại kiếp. Có kiếp vị ấy sinh ở cõi Biến Tịnh Thiên, có cái tuổi thọ bằng 64 đại kiếp trái đất ở thế gian. Rồi khi mà mệnh chung ở cõi Biến Tịnh Thiên ấy, thì vị ấy lại sinh về cõi Quang Âm Thiên, là cái cõi Nhị Thiền, và sống 8 đại kiếp trái đất ở thế gian này. Rồi khi mệnh chung ở cái cõi Quang Âm Thiên ấy, thì vị ấy sinh về cái cõi Đại Phạm Thiên, là cái cõi sơ thiền thấp kém thôi, không có gì cả. Vì khi mà
vì ấy sinh về cái cõi đại phạm thiên ấy, cõi về cõi phạm thiên ấy thì đúng vào cái lúc mà cái trái đất này mới bị hủy hoại rồi bắt đầu sinh khởi trở lại. Khi mà trái đất này bị hủy diệt, đến cái ngày tận thế hoại diệt bằng lửa thì nó sẽ cháy đến hết cái cõi sơ thiền. Rồi sau đó cái trái đất khi mà hình thành trở lại thì bắt đầu lại hình thành lại từ cái cõi sơ thiền, rồi bắt đầu đến các cái cõi trời dục giới, đến cái cõi cái quả địa cầu này. Thì cái lúc ấy cái cõi phạm thiên bắt đầu được hình thành trở lại, thì cái vị phạm thiên Bắc Cá này cũng là cái lúc mệnh chung ở cái cõi quang âm thiên và sinh xuống cái cõi sơ thiền, gọi là cái cõi phạm thiên đấy. Thì lúc ấy một mình vị ấy sinh ở đấy, chưa có ai sinh đến cả. Thì vị ấy sinh về đấy thì vị ấy lại do nhiều đời nhiều kiếp sống cõi phạm thiên, cho nên cái tâm lý chủ quan không có tác ý hướng về ký ức quá khứ, nên vị ấy không nhớ được mình ở đâu sinh về đây cả. Vị ấy sống ở đấy lâu ngày quá, vị ấy quên mất quá khứ và không nhớ là mình có cái kiếp trước ở cái cõi quang âm thiên, biến tịnh thiên gì nữa. Vị ấy cứ nghĩ rằng đây là cái cõi vĩnh hằng, đây là cái cõi thường hằng thường tồn, tức là cái cõi này nó trường tồn bất biến, không sinh không già, không bệnh không chết, không biến hoại không hoại diệt. Và vị ấy sống một mình ở đấy, vị ấy khởi nên một cái tư tưởng rằng ước gì bây giờ cũng có những cái chúng sinh khác sinh ra ở đây thì vui biết mấy. Khi mà vừa mới khởi lên cái tư tưởng như vậy, nó là một cái sự trùng lặp. Lúc ấy rất nhiều vị phạm thiên ở các cái cõi phạm thiên khác do hết tuổi thọ hóa sinh về đó. Vì hóa sinh về đó thì các vị ấy mở mắt ra nhìn thấy cái vị phạm thiên này mới hỏi thưa ngài đây là đâu thế. Thì cái vị đại phạm thiên Mắc Cá này mới nói là ta vừa mới biến hóa ra các ngươi đó. Vậy thì ta là chúa tể, ta là tối thượng tối tôn, ta là thượng đế, ta là biến bậc biến nhãn, bậc hóa sinh chủ, sáng tạo chủ, là tổ phụ của các ngươi, là ta biến hóa ra cái thế gian này, ta biến hóa ra các ngươi. Các ngươi là những cái con dân, thần dân của ta, phục vụ ta và theo mệnh lệnh của ta. Thì những cái rất nhiều những cái vị đại phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, vì các vị ấy sinh nên sau, và các vị ấy là những cái vị phạm chúng thiên, phạm phụ thiên thì có cái tuổi thọ nó ngắn hơn, tức là chỉ bằng 1/3 đại kiếp ấy, một nửa đại kiếp thôi. Còn cái vị đại phạm thiên thì sẽ sống tới một đại kiếp trái đất thôi, chứ cái tuổi thọ nó cũng chẳng phải là dài gì. Nhưng mà cái vị Bắc Cá này thì lại chủ quan nghĩ rằng đây là cõi vĩnh hằng, cõi thường tồn bất biến, và vị ấy tự tôn mình là thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, tối thượng tối tôn. Và rất nhiều cái vị ở cái cõi sống ở cái cõi phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên này, thì các vị ấy vì cái tuổi thọ ngắn cho nên là khi chết ở cái cõi đấy, một số sinh về cõi thiên giới, một số sinh về cõi người. Khi sinh về cõi thiên giới, các vị ấy một số người cũng nhớ lại được kiếp trước, mình có sống ở một cái cõi chư thiên, có ở một cái cõi rất là cao quý, cao thượng phạm thiên, ở đấy có một cái vị thượng đế, có một cái đấng sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, tối thượng tối tôn, là bậc để chúng ta tôn thờ. Chính vì vậy mà cái văn hóa này nó lan truyền xuống cả các cái cõi chư thiên dục giới, cho nên cũng rất nhiều các vị chư thiên người ta rất là kính ngưỡng cái vị đại phạm thiên, và người ta coi các vị đại phạm thiên ấy là chúa tể, là thần linh, là tối cao, là thượng đế, là sáng tạo chủ, hóa sinh chủ. Các vị chính vị ấy đã hóa ra cái thế gian, hóa ra cái thế giới, hóa ra tất cả chúng sinh ở thế gian này. Và một số thì khi hết mệnh chung ở đấy, các vị ấy sinh xuống cõi người. Và một số cái người ở cõi người này, người ta có cái phước, người ta nhớ lại được cái kiếp trước, người ta cũng tuyên truyền ra thế gian rằng có một cái cõi vĩnh hằng, có một cái cõi thiên giới, thiên đàng. Cái cõi thiên đàng ấy có một cái đấng thượng đế, có một cái đấng toàn năng, toàn quyền. Vị ấy là người đã sáng tạo ra cái thế gian, đã hóa sinh ra tất cả chúng sinh ở thế gian này. Vị ấy là sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, là thượng đế tối tôn toàn năng. Cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, không cái gì không cái gì không biết, cái gì không thấy. Thì đó là một cái văn hóa này, nó cũng lan truyền xuống cái cõi người này. Mà từ ngàn ngàn năm xưa ở cái đất nước Ấn Độ cũng vậy, rất rất nhiều các cái tôn giáo tập tục, người ta luôn tôn thờ thượng đế, và người ta luôn luôn có cái sự nguyện cầu khi mệnh chung được sinh về với thượng đế, với mà toàn năng tối tôn này,
Và rất nhiều các cái tôn giáo ở thế gian thời hiện tại bây giờ cũng vậy, người ta luôn luôn có cái đề cao Thượng Đế, tôn thờ Thượng Đế, và người ta có tư tưởng học thuyết cho rằng chính cái vị Thượng Đế ấy là cái người đã sáng tạo và đã tạo ra cái thế giới, tạo ra cái thế gian, và đã tạo ra con người, tạo ra muôn loài, muôn vật ở thế gian. Và người ta rất là tôn thờ, kính ngưỡng cái vị Thượng Đế ấy, và người ta mong rằng khi chết thì người ta được sinh về cái cõi thiên đàng ấy, là cái cõi sống vĩnh hằng, là cái cõi sống dài lâu, không bao giờ bị già, bị bệnh, bị chết nữa. Đấy là chính vì vậy cho nên là cái văn hóa này nó cũng có cái ảnh hưởng rất là thâm sâu, sâu rộng ở cái cõi thế gian. Thì chính vì Đức Phật biết được cái cội nguồn, biết được cái nguyên nhân, biết được cái tà kiến ấy, nó có cái ảnh hưởng lớn đối với thế gian, đối với chư thiên và nhân loại. Cho nên Đức Phật muốn đả phá cái tà kiến này, muốn khai mở cái chánh kiến cho các vị phạm thiên, chư thiên và nhân loại, để từ bỏ đi những cái quan điểm tà kiến mê lầm, nầm nạc ấy. Cho nên Đức Phật đã đến tận cái cõi phạm thiên, trực tiếp gặp cái vị phạm thiên Bắc Cá này, để nói, để thuyết giảng, để giải thích cho cái vị ấy bỏ cái tà kiến ấy, và khởi nên cái chánh tri kiến, khởi nên cái sự hiểu biết đúng. Chính vì vậy nên Đức Phật đã đến cái cõi phạm thiên. Rồi này các tỳ kheo, phạm thiên Bắc Cá thấy ta từ xa đến, sau khi thấy nói với ta: hãy đến tôn giả, thiện nai tôn giả, đã lâu nay tôn giả mới có dịp đến đây. Nay tôn giả, cái này là toàn diện, cái này thường hằng, cái này thường tại, cái này toàn diện, cái này không biến hoại, cái này không sanh, không già, không bệnh, không chết, không diệt, không khởi, ngoài cái này ra không có cái nào khác. Cái vị đại phạm thiên này lúc nào cũng có cái tư tưởng tuyên truyền cái tư tưởng của mình, muốn để cho mọi người kính ngưỡng mình, tôn thờ mình, coi mình như là một cái đấng Thượng Đế toàn năng toàn quyền như vậy. Cho nên gặp ai vị ấy cũng truyền bá cái tư tưởng ấy như là một cái nhà truyền đạo rất là tích cực vậy. Gặp ai vị ấy cũng nói như thế, để vị ấy muốn gieo rắc cái tư tưởng cho rằng cái cõi này của vị ấy đang sống là cõi vĩnh hằng, và vị ấy là một cái vị Thượng Đế tối tôn ở cái thế gian ấy, để cho mọi người tôn ngưỡng, kính ngưỡng, tôn thờ vị ấy như một đấng Thượng Đế tối ca. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, khi nói vậy, này các tỳ kheo, ta nói với Phạm Thiên Bắc Cá, thật sự Phạm Thiên Bắc Cá bị chìm đắm trong vô minh, thật sự Phạm Thiên Bắc Cá bị chìm đắm trong vô minh. Khi cái vô thường lại nói là thường, cái không thường hằng lại nói là thường hằng, cái không thường tại lại nói là thường tại, cái không toàn diện lại nói là toàn diện, cái bị biến hoại lại nói là không biến hoại. Và tại chỗ có sanh, có già, có diệt, có khởi, lại nói là không sanh, không già, không diệt, không khởi. Có một cái giải thoát khác hơn, lại nói là không có giải thoát nào khác hơn. Rồi các tỳ kheo, lúc ấy, cái tư tưởng, rồi có một ác ma, nó nhập vào một cái phạm thiên quyến thuộc, nó nhập vào một cái phạm thiên là phạm chúng thiên ấy, và nó nói như thế, nó nói rằng: này tỳ kheo, chớ có can thiệp vào đây, chớ có can thiệp vào đây, này tỳ kheo, đây là phạm thiên, đại phạm thiên toàn năng tối thắng, biến mãn Thượng Đế sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn chúa tể, mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ của các chúng sanh. Này tỳ kheo, thuở xưa có những sa môn bà na môn ở đời phỉ báng địa đại, ghê tởm địa đại, phỉ báng thụy đại, ghê tởm thụy đại, phỉ báng họa đại, ghê tởm họa đại, phỉ báng phong đại, ghê tởm phong đại, phỉ báng chúng sinh, phỉ báng chư thiên, phỉ báng sanh chủ, phỉ báng phạm thiên, ghê tởm phạm thiên. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy phải sinh vào nơi có cái thân ti tiện. Còn này tỳ kheo, có những sa môn bà la môn tán thán địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, tán thán chúng sinh, hoan hỷ chúng sinh, tán thán chư thiên, tán thán phạm thiên, tán thán sanh chủ, tán thán phạm thiên. Và khi vị ấy thân hoại mạng chung, sẽ vị ấy được an trú vào thân vi diệu. Này tỳ kheo, vì vấn đề này ta nói phạm thiên với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quá xa nơi của phạm thiên. Nói này tỳ kheo, nếu ông đi quá xa nơi phạm thiên thì giống như người dùng gậy đánh đập thần đang đi đến, giống như một người đang rơi vào vực thẳm, tay chân lại không bám đất. Này tỳ kheo, sự việc xảy ra cho ông như vậy. Này tỳ kheo, phạm thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quá xa nơi phạm thiên. Này tỳ kheo, ông
có thấy chúng Phạm Thiên đang ngồi đây chăng? Thì lúc đấy, khi mà Đức Phật đang khai mở, đang khai thị, đang giảng cho cái vị Phạm Thiên Bát Cá này, để vị ấy biết được rằng cái cõi này không phải là cõi vĩnh hằng, cái cõi Phạm Thiên đấy nó vẫn có sinh có diệt, nó vẫn có già bệnh chết, chứ nó không phải là sẽ tồn tại mãi được. Thì lúc đấy có ác ma là những cái vị chư thiên là luôn luôn mong muốn cho chúng sinh không đi đến giác ngộ, không đi đến giải thoát, để cho những cái chúng sinh ấy luôn nằm ở dưới cái quyền lực của mình. Vì vậy cho nên là ở đâu có những cái tư tưởng tà kiến, có những cái tư tưởng khiến cho chúng sinh sinh ra cái tham ái, sinh ra cái chấp thủ, sinh ra cái vòng luân hồi tái sinh, thì ác ma rất là hoan hỷ và ủng hộ những cái tư tưởng, những cái quan điểm ấy. Còn những cái quan điểm của Đức Phật là để đi đến giác ngộ, giải thoát, chấm dứt cái luân hồi tái sinh, thì ác ma tìm mọi cách chống phá. Thì cái lúc này cũng vậy. Và cái lúc này ác ma nói rằng với một cái người phỉ báng địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, ghê tởm địa thủy hỏa phong, ý muốn nói rằng là tức là một cái người có cái không tham ái đối với cái sắc thân, mặc dù là ở cái cõi người cái sắc thân thì nó thô phù, nó cũng là đất nước nửa gió, và cái người thường ấy, những cái người phàm phu không yết kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, không học giáo pháp giải thoát giác ngộ này, thì người ta không biết rằng cái thân này là đất nước nửa gió, mà người ta chỉ biết rằng đây là thân nam, đây là thân nữ, đây là thân già, thân trẻ, đây là thân đẹp, thân xấu. Và người ta sinh ra cái yêu, cái ghét. Người ta biết là người này là người đẹp, là khả ái, và người ta yêu thích cái sắc đẹp người ấy. Người này là người xấu xí, người ta chán, người ta không ưa thích cái thân xấu xí của người ấy. Và đấy là cái người phàm phu là như vậy. Nhưng ở các cõi chư thiên cũng thế. Cũng có cái thân, mặc dù cái mắt thường mình không nhìn thấy, nhưng họ cũng có cái thân, nó cũng bằng những cái sắc thân, cũng bằng đất, bằng nước, bằng lửa, bằng gió như vậy. Những cái chư thiên phàm phu không được học giáo pháp thì người ta cũng yêu mến cái sắc thân. Chư thiên còn đẹp hơn cõi người, cho nên người ta rất là tha thiết yêu thương cái sắc thân, cũng có nam có nữ vậy, yêu thương sắc thân của mình, của người khác. Chính vì vậy, chính vì tham ái, chính vì có chấp thủ, cho nên chư thiên chết cũng đi luân hồi tái sinh. Ở cõi người cũng vì tham ái chấp thủ với cái xác thân, cho nên chết rồi mà đi luân hồi tái sinh. Về Phạm Thiên cũng thế, sinh nên Phạm Thiên thì cái thân lại vi tế hơn, cái xác nó còn sâu xa vi tế hơn nữa, nhưng nó cũng là đất nước nửa gió mà thôi. Thế mà những cái vị Phạm Thiên nào mà có thực hành pháp, có học pháp, thì vị ấy cũng phân tích ra được cái thân của mình là đất nước nửa gió. Khi phân tích ra như vậy thì vị ấy mới đi đến nhàm chán, đi đến ni tham, đi đến đoạn diệt cái vô minh, cái tham ái, cái chấp thủ với thân, và mới đi đến giác ngộ giải thoát. Thì cái pháp tu tập ở các cõi là giống nhau vậy, cõi người cũng vậy, muốn đi đến giác ngộ giải thoát, phải tuệ chi, phải liễu chi, phải giác ngộ thân này, nó là đất nước nửa gió, để nhàm chán ni tham, để đoạn diệt cái vô minh tham ái, thì sẽ giải thoát giác ngộ. Cõi chư thiên cũng thế, muốn giải thoát thì cũng phải có cái tuệ chi, có niễu chi về cái sắc thân của mình. Thiên cũng vậy thôi, muốn giác ngộ được thì cũng phải tuệ chi, niễu chi về được cái sắc thân của mình. Hiểu được cái tâm, tâm sở của mình, thấy được cái tính sinh diệt, thấy được cái vô thường khổ, vô ngã của nó, thì đi đến chấm dứt khổ đau, được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà ở cõi người cũng thế, có những người có được học Phật Pháp thì mới có chánh kiến đấy thôi, còn đại đa số là mê, si mê tà kiến. Chấp cái thân này là thường lạc ngã tịnh, cho nên là yêu quý đắm nhiễm với cái thân này mà luân hồi sinh tử tái sinh. Chư thiên cũng vậy, Phạm Thiên cũng y như thế. Những cái vị không được nghe giảng, không thực hành các cái pháp thiền chỉ quán, thì các vị ấy cũng yêu mến, cũng tham đắm cái sắc thân của mình, cho nên chấp nó là thường lạc ngã tịnh, cho nên là cứ chết rồi đi luân hồi tái sinh như vậy. Và những cái tư tưởng của các cái thiên ma ác ma thì người ta lại thích cho những chúng sinh luân hồi tái sinh để nằm trong cái quyền chi phối của họ. Cho nên khi Đức Phật thuyết giảng muốn khai thị để giải tỏa cái tà kiến này, để phá bỏ cái tà kiến ở cái cõi Phạm Thiên này, chư thiên và loài người này, thì ác ma rất là sợ hãi, sợ rằng chúng sinh sẽ giác ngộ sự thật rồi sẽ đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau, cho nên tìm cách phá hoại như vậy. Rồi Đức Phật nói này, các tỳ kheo, ác ma dắt ta đến chúng Phạm Thiên. Này các tỳ kheo, khi nói vậy, ta
ta nói với ác ma như sau: Này ác ma, ta biết ngươi, chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Ngươi là ác ma, là ác ma phàm, là phạm thiên, là phạm thiên chúng, là phạm thiên quyến thuộc. Tất cả đều nằm trong tay của ngươi, tất cả đều nằm trong quyền lực của ngươi. Này ác ma, nếu ngươi nghĩ rằng mong vị này nằm trong tay ta, mong vị này nằm trong quyền lực ta, này ác ma, ta không nằm trong tay ngươi, ta không nằm trong quyền lực của ngươi. Này các tỳ kheo, khi nói như vậy, Phạm Thiên Bát Cá nói với ta như sau: Này tôn giả, cái gì thường còn, ta nói là thường còn. Cái gì thường hằng, ta nói là thường hằng. Cái gì thường tại, ta nói là thường tại. Cái gì toàn diện, ta nói toàn diện. Cái gì không biến hoại, ta nói không biến hoại. Ở đây cái gì không sanh, không già, không bệnh, không chết, không diệt, không khởi, thì ta nói như thế. Này tỳ kheo, xưa kia có những sa môn ở trong những đời trước ông, những vị này đã tu hành khổ hạnh lâu dài cho đến trọn tuổi họ của họ. Người đó, những vị này phải biết hoặc có sự giải thoát khác hơn thì biết rằng có sự giải thoát khác hơn, hoặc không có sự giải thoát khác hơn thì biết rằng không có sự giải thoát nào khác hơn. Này các tỳ kheo, ta nói với, này tỳ kheo, ta nói với ông sẽ không thấy một cái giải thoát nào khác hơn, dầu ông có chịu đựng mệt nhọc và cực khổ. Này tỳ kheo, nếu ông y trước địa đại, ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ngoài nề. Nếu ông y trước địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng sinh, chư thiên sanh chủ, nếu ông y trước phạm thiên, ông sẽ gần ta, trú ở lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ra ngoài nề. Thì đây là cái quan điểm, cái tư tưởng của cái vị Phạm Thiên này là như thế. Vị Phạm Thiên này cũng có một cái quan điểm rất là giống với ác ma vậy. Luôn luôn chấp, có cái sự chấp thường rất là nặng nề. Và cái vị này cũng muốn cho tất cả mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng của mình. Đó là hãy yêu mến, hãy yêu quý cái cõi sống của vị ấy đang làm bá chủ ấy. Cái, vậy cho nên vị ấy mới nói rằng hãy y cứ, tức là hãy coi rằng cái thân này, thân đất nước nửa gió này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên vị ấy nói là hãy y cứ địa đại, thủy đại, hoang, phong đại. Và vị ấy nói rằng hãy y cứ vào chúng sinh, hãy y cứ vào chư thiên, hãy y cứ vào phạm thiên. Ý muốn nói rằng tất cả các cái vị ấy đều là những cái sự hiện hữu ấy đều là cái sự thật. Sự thật ở trên cuộc đời này, có những người sinh ra là chúng sinh ở cái cõi nhân gian, ở cõi chư thiên, ở cõi nhân loại, cõi thiên giới, có chư thiên, có phạm thiên. Và hãy y cứ, tức là hãy chấp nhận rằng đó là những cái sự thật, chứ đừng có cái quan điểm cho rằng đó là giả tạo. Đừng có cái quan điểm cho rằng các cái cõi sống này chỉ là giả tạo không thật. Vì thực ra cái trí tuệ giác ngộ thì thấy ra nó là giả tạo không thật, thấy ra cái thân này nó là đất nước lửa gió, nó là giả tạo. Những cái tâm thức sắc thọ tưởng hành thức nó cũng là sinh diệt, nên nó vô thường, nó là khổ vô ngã, nó là giả tạo, nó không phải là ta của ta, tự ngã của ta. Và cái quan điểm tà kiến của cái vị Phạm Thiên này cho rằng nó có cái tự ngã này, cái tự ngã này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì hai cái này nó đi ngược lại với nhau. Với một cái người, đại đa số con người trên thế gian này cũng sẽ luôn có cái sự chấp trước vào cái thân nam uẩn của mình, cho rằng đây là sắc của tôi, cái cảm thọ vui buồn của tôi, tư tưởng của tôi, cái hành động việc làm của tôi, cái nhận thức này là của tôi, là tự ngã của tôi. Vì cái quan điểm ấy cho nên yêu ghét mới sinh ra cái vui buồn, mới sinh ra cái sự chấp thủ, mới sinh ra tham ái. Vì cái quan điểm đấy là vô minh, tà kiến. Còn cái tư tưởng, cái trí tuệ giác ngộ phải là một cái trí tuệ giác ngộ rất thâm sâu mới có thể tuệ chi, mới có thể thắng chi, mới có thể liễu chi, mới phân tích ra được cái thân này là đất nước nửa gió, mới phân tích ra được những cái tâm tâm sở, mấy cái tính sinh diệt, cái tính vô thường giả tạm của nó. Và đó mới là chánh tri kiến. Và cái người nào đạt được cái trí tuệ chánh trí, cái tri kiến ấy thì sẽ đoạn trừ được cái vô minh, đoạn trừ tham ái chấp thủ, và đoạn trừ những phiền não, đoạn trừ cái nguyên nhân đưa đến luân hồi tái sinh, thì đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Cái quan điểm tư tưởng của hai bên là khác nhau như vậy, và không có bên nào chịu bên nào cả. Cho nên là đang có cái sự tranh cãi giữa cái vị Đại Phạm Thiên này với Đức Phật. Và cái vị Đại Phạm Thiên này thì được ác ma và các vị Phạm Thiên quyến thuộc đang cổ vũ, đang ủng hộ
đang lấy cái số đông để gây nên cái sức ép để bảo vệ cái quan điểm, cái tư tưởng của mình, làm cho những cái tư tưởng ấy nó lan truyền sâu rộng ở trong nhân gian, ở trong cái cõi chư thiên và loài người, để cho nhiều người cùng có cái tham ái chấp thủ và có luân hồi tái sinh như vậy. Nhưng cái vị đại phạm thiên này thì không biết, vị ấy thì tưởng thật như thế, vị ấy hoàn toàn si mê tà kiến, cứ tưởng mình là thượng đế và cứ tưởng cái cõi sống của mình là vĩnh hằng thường hằng, cho nên Đức Phật mới phải dùng nhiều những cái phương tiện thiện xảo để mà phá cái tà kiến này, để mà khai mở cái tuệ giác cho cái vị phạm thiên này. Rồi này các tỳ kheo, Đức Phật nói: này Phạm Thiên, ta biết việc này, nếu ta y trước địa đại thủy đại hỏa đại phong đại chúng sinh chư thiên sanh chủ, nếu ta y trước Phạm Thiên, ta sẽ gần ông, an trú ở lãnh địa của ông, làm theo ý muốn, bị đứng ra ngoài nề. Lại nữa, này Phạm Thiên, ta biết sanh thú của ông, ta biết sự vinh quang của ông. Phạm Thiên Bắc Cá có thần lực như vậy, Phạm Thiên Bắc Cá có uy lực như vậy, Phạm Thiên Bắc Cá có uy quyền như vậy. Thì cái này là cái vị Phạm Thiên này muốn nói rằng tất cả mọi người giống như chỉ là con dân của ta. Nếu bất cứ ai mà có cái niềm tin như vậy thì đó giống như là những cái người sống phải lệ thuộc vào ta, tôn sùng kính ngưỡng ta như một đấng thượng đế như vậy. Vì vị ấy nói cả ngay cả Đức Phật cũng vậy, nếu như mà y cứ vào cái sắc thân này, tin tưởng vào cái cõi đấy là thường hằng, thì cũng chỉ là một cái thần dân, cũng chỉ là một cái tín đồ của cái vị đại Phạm Thiên này. Vì vị ấy coi mình như là một cái thượng đế tối tôn, không ai cao hơn vị ấy cả. Và vị ấy cũng muốn Đức Phật cũng giống như mọi người khác, cũng cùng cái quan điểm như thế. Nhưng lúc ấy Đức Phật đã bác bỏ cái tư tưởng ấy và nói rằng: ta biết cái quá khứ của ông, ta biết ông từ đâu mà sinh về cái cõi này, ta biết sự vinh quang của ông. Và lúc ấy Đức Phật mới nói cho cái vị Phạm Thiên Bát Cá này biết về những cái tiền kiếp của mình, biết về những cái đời quá khứ của mình, là ông đã từ cái cõi nào mà sinh về đây, ông đã từ cái cõi Quang Âm Thiên mà về, từ cõi Biến Tịnh Thiên, từ cõi Quảng Quả Thiên, những cái cõi ấy còn cao thượng hơn, còn thù thắng hơn, còn vinh quang hơn. Mà cái lúc đấy thì ông còn không chấp thủ vào đấy, ông không khởi lên cái ác tà kiến, huống chi bây giờ sinh về một cái cõi thấp kém này, một cái cõi Phạm Thiên thấp nhất trong các cõi Phạm Thiên, thế mà lại sinh ra cái ác tà kiến cho rằng đây là cõi thường hằng vĩnh hằng, thường trú mãi, và có cái chấp thủ vào đó. Rồi Đức Phật nói rằng: này tỳ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự vinh quang của ta. Đấy là Phạm Thiên Bát Cá nói: này tỳ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự vinh quang của ta. Phạm Thiên Bát Cá có thần lực như vậy, Phạm Thiên Bát Cá có quyền lực như vậy, Phạm Thiên Bát Cá có uy lực như vậy, như một nhật nguyệt lưu chuyển sáng chói khắp mười phương, như vậy mười thiên giới dưới uy lực của ông. Ông có biết chỗ cao thấp, có dục và không dục, hữu này và hữu kia, chỗ đến và hữu tình. Như vậy này Phạm Thiên, ta biết chỗ sanh thú và sự vinh quang của ông. Phạm Thiên Bát Cá có thần lực như vậy, có uy quyền như vậy, có uy lực như vậy. Phạm Thiên Bát Cá, này Phạm Thiên, có ba loại chư thiên mà ông không biết, ông không thấy, nhưng ta biết, ta thấy. Có chư thiên tên là Quang Âm Thiên, từ ở cái cõi này mà ông chết rồi sinh về cái cõi này. Đấy là lúc ấy Đức Phật mới nói rõ cho về cái tiền kiếp của ông. Ông từ cái cõi Quang Âm Thiên là cái cõi nhị thiền, cái cõi này sống tới tám đại kiếp, rồi ông chết ở cái cõi đấy nên mới sinh về cái cõi Phạm Thiên này. Rồi Đức Phật lại nói rằng: ta biết có chúng sinh như vậy, ông không nhớ được, vì ông an trú ở đây quá lâu ngày cho nên ông quên mất, ông nhớ được, do đó ông không biết, ông không thấy. Còn ta biết, ta thấy. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng với ông về thượng trí, huống chí là thấp hơn. Thế là vì vị Phạm Thiên này muốn Đức Phật là cũng hãy quy kính mình, hãy làm cái con dân thấp bé của mình. Thì lúc ấy Đức Phật phản đối: ta còn biết nhiều hơn ông, trí tuệ thù thắng hơn ông, biết cả tiền kiếp của ông, ta không ngang hàng với ông, huống chi này ta lại phải chịu thất bé hơn ông hay sao. Rồi Đức Phật nói là: do vậy ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, lại có một chư thiên tên là Biến Tịnh Thiên, lại có chư thiên là Quảng Quả Thiên mà ông không biết, ông không thấy. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang ông bằng thượng trí hơn nữa, là thấp hơn, do vậy ta thủ thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết địa đại, từ địa đại cho đến giới vực của địa đại,
ta không nãnh thọ địa đại, do ta biết địa đại, ta không nghĩ địa đại là của ta, và ta không ở trong địa đại. Như vậy này Phạm Tiên, ta không chịu ngang hàng ông về thượng trí, ông kia còn thấp hơn. Do vậy ta thủ thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng thinh chư thiên sanh chủ, quang âm thiên, và biến tịnh thiên, quảng quả thiên, thắng giả. Này Phạm Thiên, ta biết tất cả, là tất cả, cho đến giới vức của tất cả. Ta không lãnh thọ nhất thiết tánh, ta không nghĩ ta là tất cả, ta ở trong tất cả, ta từ tất cả là của ta, và ta không tôn trọng tất cả. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng với ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn ông, do vậy ta thủ thắng hơn ông. Đây là Đức Phật nói rằng tất cả những cái sắc thân, dù là những cái sắc thân vi tế ở cái cõi nhân gian đất nước lửa gió này, thì những cái chúng sinh ở cái cõi này cũng chỉ là một cái nhân duyên, nó duyên hợp của cái thân đất nước lửa gió và của cái tâm thức thọ tưởng hành thức, mà nó thành những cái chúng sinh do không tuệ chi, không liễu chi, không thấy được các sự thật, cho nên chúng sinh mới chấp cái thân tứ đại ấy là ta, là của ta, tự ngã của ta. Do cái trí tuệ giác ngộ nên Đức Phật thấy như vậy, thì chúng sinh ở cõi nhân gian cũng vậy, ở cõi thấp kém địa ngục ngã quỷ súc sinh cũng vậy, ở cõi thiên giới có cái thân thù thắng hơn loài người, nhưng cũng thế, cũng là sắc thọ tưởng hành thức mà thôi. Cả những cái chúng sinh ở cõi phạm thiên thù thắng hơn chư thiên đấy, cao quý cao thượng hơn đấy, nhưng cũng chỉ là cái thân tứ đại đất nước lửa gió và là cái thọ tưởng hành thức. Và Đức Phật thấy được cái sắc ấy, thấy được cái sự tập khởi nguyên nhân nó sinh ra, thấy được cái sự diệt đi của nó và cái con đường đưa đến diệt của cái sắc ấy, của cái thọ, của cái tưởng ấy, cho nên ngài hoàn toàn liễu chi, hoàn toàn thấy ra được các cái sự thật mà cái vị đại Phạm Thiên này không hề thấy, không hề biết, không hề có cái trí tuệ ấy, cho nên vị ấy không đi đến vị ấy mới có cái sự, cái quan điểm tà kiến, cái sự chấp trước như vậy. Thì Đức Phật đã giảng giải, đã giải thích như vậy, vì Đức Phật không còn tham ái, không còn chấp trước đối với bất cứ một cái sinh hữu nào, dù đó là cái cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Cho nên là có lần Đức Phật nói rằng là có một chút máu cũng hôi tanh, một chút mủ cũng hôi tanh, một chút nước tiểu cũng hôi tanh. Như vậy nếu như mà còn có một chút tham về cái sự sống, còn có một chút tham cầu tái sinh thì là còn cấu uế. Như là vì mình còn tham cầu tái sinh là mình còn tham muốn có cái thân tứ đại này, có cái thân sinh già bệnh chết này, mà cái thân này nó có máu, có mủ, có nước tiểu, có phân, có những cái thứ hôi tanh ô uế mà mình lại không nhận thức ra được nó, mà lại tham đắm, lại ưa thích, lại đắm nhiễm vào nó. Cho nên cái sự ưa thích đối với địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại là ưa thích với cái sắc thân này, đấy là một cái nguyên nhân của cái, đấy là cái vô minh, đấy là cái tà kiến, đấy là tham ái, đấy là chấp thủ. Chỉ có ngày nào từ bỏ, buông bỏ, xả bỏ được hết những cái điều đó thì mới đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đức Phật nói này tôn giả, đối với tất cả, nếu tôn giả không lãnh thọ nhất thiết tánh, cái này là Phạm Thiên Bắc Cá nói với Đức Phật, nếu tôn giả đã không lãnh thọ tất cả những cái tánh ấy, thì đối với tôn giả trở thành trống không, trống rỗng, thức là phi sở kiến, không biên tế, chói sáng tất cả. Nếu không thể lãnh thọ địa đại, ngang qua địa tánh, ngang qua thủy tánh, hỏa tánh, phong tánh, không thể lãnh thọ chúng sinh qua chúng sinh tánh, không thể lãnh thọ chư thiên qua chư thiên tánh, không thể lãnh thọ sanh chủ qua sanh chủ, không thể lãnh thọ phạm thiên qua phạm thiên, quang âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, thắng giả qua nhất thiết tánh. Như vậy này tôn giả, đấy là cái vị Phạm Thiên Bắc Cá này vẫn cứ tiếp tục cố cãi phản bác lại cái quan điểm của Đức Phật, nói rằng nếu như một cái người mà không có chấp nhận cái sắc thân này là sắc thân, không có chấp nhận chúng sinh là chúng sinh, chư thiên là chư thiên, phạm thiên là phạm thiên, thì đó là một sự trống không, rỗng không, không có cái gì để cho cái thức này nó an trú cả. Thế là cái tức là một cái quan điểm của Đức Phật là dứt cái sinh hữu, chấm dứt cái sự tái sinh, còn một cái quan điểm thì bám chấp vào những cái nguyên nhân, bám chấp vào cái thân,
bám chấp vào cái sanh hữu, bám chấp vào cái sự tái sinh, hai cái quan điểm, hai cái tư tưởng khác nhau, đối ngược nhau hoàn toàn như vậy. Thì đó là cái quan điểm của cái vị Phạm Thiên Bát Cá này. Thì lúc đấy Phạm Thiên Bát Cá này cãi không được, nói lý không được thì mới khởi lên cái tư tưởng đó là dùng thần thông, giống như là muốn trốn chạy, muốn biến mất khỏi cái chỗ đấy, vì biết rằng là vì ấy không thể nói lại được cái quan điểm, cái tư tưởng, cái chi kiến, cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên lúc này cái vị Phạm Thiên Bát Cá nói rằng: này Tôn giả, ta sẽ biến mất trước mặt Tôn giả. Rồi lúc đấy Đức Phật nói: này Phạm Thiên, hãy biến đi trước mặt ta nếu ông có thể biến được. Nhưng lúc đấy Đức Phật đã dùng một cái loại thần thông ngăn che cho cái vị Phạm Thiên này không biến đi được. Mặc dù vị ấy nói ra như vậy nhưng vị ấy không thể biến đi được. Vị ấy cứ hiện hữu trơ trơ ra đấy và cảm thấy rất là hổ thẹn vì đã không làm được cái điều mình nói. Lúc ấy Đức Phật mới nói rằng: Phạm Thiên Bát Cá không thể biến mất trước mặt ta, này các tỳ kheo. Khi nói ta nói với Phạm Thiên Bát Cá rằng: này Phạm Thiên, bây giờ ta sẽ biến mất trước mặt ông. Rồi Phạm Thiên Bát Cá nói: vậy Tôn giả hãy biến đi nếu như ngài có thể làm được. Rồi các tỳ kheo: ta thực hiện một loại thần thông như sau, hãy để Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, các Phạm Thiên quyến thuộc nghe tiếng của ta nhưng không thấy ta, rồi ta biến mất và nói nên bài kệ như sau: thấy nguy hiểm trong hữu, từ hữu tìm phi hữu, ta không tôn trọng hữu, không hỷ không chấp trước. Đấy là nói nên một cái bài kệ mà tất cả cái cõi Phạm Thiên đấy đều nghe được, mặc dù đều không thấy ngài, nhưng cả Đại Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên và Phạm Thụ Thiên, các Phạm Thiên quyến thuộc đều nghe được cái âm thanh ấy, đều nghe được cái tư tưởng, cái lời nói ấy. Cái lời nói ấy đã thức tỉnh tất cả chúng sinh ở cõi Phạm Thiên ấy, làm cho tất cả chúng sinh ở cõi Phạm Thiên ấy giác ngộ ra sự thật. Và cái bài kệ này làm cho vô số các cái vị Phạm Thiên chứng đắc đạo quả, vì đã giác ngộ ra sự thật, đã từ bỏ được cái tà kiến mà từ xưa đến nay cái vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên Bát Cá này đã mê hoặc cả tất cả chúng sinh ở cái cõi đó, cho rằng cái cõi này thường hằng thường tồn tại, vĩnh viễn không có sinh già bệnh chết gì cả. Nhưng mà Đức Phật đã nói nên rằng: thấy nguy hiểm trong các hữu, tất cả những cái cõi sống nào cũng vậy, đã có cái sự hiện hữu, có cái thân này thì sẽ có sinh ra, phải có diệt đi, nó có cái sự vô thường, có cái khổ, có cái vô ngã, chứ nó không có cái thường lạc ngã tịnh như các vị ấy từng tưởng tượng từ trước đến giờ, quan điểm từ trước đến giờ, nhưng mà rồi đến lúc vẫn cứ chết chứ không thể sống mãi được, mà các vị ấy lại cứ tưởng rằng cái cõi này là sống mãi không chết, vì ấy vẫn có sinh ra có chết đi. Ngay cả cái vị Phạm Thiên Bát Cá này cũng thế. Cái lúc ấy tuổi thọ các vị, cái vị này cũng đã, Đức Phật cũng biết được là cái tuổi thọ vị này cũng chẳng còn đáng bao lâu, sống một đại kiếp nhưng mà đã sống gần hết cái tuổi thọ rồi, thế mà vẫn còn cứ bám chấp cho rằng cõi này là cõi vĩnh hằng, cõi này là cõi thiên đàng, cõi này là cõi không có sinh không có diệt. Cho nên là các vị, rất nhiều vị khác cũng có quan điểm tư tưởng như vậy, nhưng khi Đức Phật nói lên cái bài kệ này thì rất nhiều Phạm Thiên đã thức tỉnh, đã giác ngộ, đã thấy ra được cái sự thật, từ hữu tìm phi hữu, từ cái sanh già bệnh chết này tìm cái vô sanh, vô già, vô bệnh, vô chết. Thì đấy mới là cái giáo pháp, đấy là quan điểm, đấy là cái tư tưởng của Đức Phật. Ta không tôn trọng hữu, không hỷ không chấp trước, ta không có tham đắm đối với những cái sự sinh ra, vì sinh ra thì phải có chết đi, không có tham ái, không có chấp thủ với bất cứ một cái cõi nào trong các cõi hiện hữu ở trong tam giới này. Rồi này các tỳ kheo, Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Thiên quyến thuộc tâm sinh hoan hỷ vi diệu và hy hữu và nói nên như sau: thật vi diệu thay chư Tôn giả, thật hy hữu thay chư Tôn giả, đại thần lực, đại uy lực của Samun Gotama thật sự từ trước đến nay chưa từng được thấy, chưa từng nghe. Samun Gotama hay Bà Nam Môn nào khác có đại thần lực, đại uy lực như Samun Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đối với quần chúng ái trước hữu, nạc nhiễm hoan hỷ đối với hữu, Samun Gotama đã nhổ nên tận gốc rễ, ngộ nên tất cả tận gốc rễ. Rồi này các tỳ kheo, lúc ấy ác ma nhập vào một trong Phạm Thiên quyến thuộc và nói với ta như sau. Cái lúc này cái vị ác ma đã biết rằng có rất là nhiều các vị chư thiên đã giác ngộ rồi, nhưng vị ấy vẫn muốn ngăn cản, ngăn ngừa, không cho Đức Phật đi thuyết giảng cái tư tưởng ấy nữa.
nên vị ấy đã nói rằng: Tôn giả, ông biết như vậy, giác ngộ như vậy, chớ có hướng dẫn đệ tử, chớ hướng dẫn các vị xuất gia, chớ thuyết pháp cho các đệ tử, chớ thuyết pháp cho người xuất gia, chớ ái nuyến đệ tử, chớ ái nuyến các vị xuất gia. Này tỳ kheo, trước ông đã có những vị sa môn tự xưng là A-la-hán chánh đẳng giác, những vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn người xuất gia, thuyết pháp cho đệ tử, thuyết pháp cho người xuất gia, ái nuyến các đệ tử, ái nuyến người xuất gia. Sau khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất gia, thuyết pháp cho các đệ tử, người xuất gia, sau khi ái nuyến đệ tử, khi thân hoại mạng chung bị cắt đứt, những vị này an trú trong thân hạ niệt. Này tỳ kheo, trước ông đã có những vị sa môn bà la môn ở đời tự xưng là a la hán chánh đẳng giác, không thuyết pháp cho đệ tử, không ái nuyến đệ tử, không thuyết pháp cho người khác, cho nên khi thân hoại mạng chung ấy lại được sinh về cái cõi cao thượng. Thì đấy là cái vị ác ma này muốn lại muốn dụ dỗ Đức Phật như thế. Đó là dù có giác ngộ như vậy, dù cũng có biết cái đạo lý như vậy thì cũng đừng có đi truyền bá cái tư tưởng này cho ai. Đấy là cái sự ngăn cản, ngăn ngừa. Còn vì trước Đức Phật cũng có rất nhiều những vị đạo sĩ, những vị sa môn, bà la môn, các vị ấy cũng tự xưng mình là A-la-hán chánh đẳng giác, mà thật sự ra các vị ấy không phải là A-la-hán chánh đẳng giác, các vị ấy chỉ là những cái tà mạng ngoại đạo mà thôi. Rồi các vị ấy tự xưng như vậy và cũng đi tuyên thuyết, truyền bá cái con đường tư tưởng của mình, nhưng mà cuối cùng thì tất cả những người tin theo, thực hành theo cái quan điểm ấy thì đều sinh vào cái cõi hạ niệt, cái cõi thấp kém, không được giải thoát tự tại. Thì cho nên là cái vị ác ma này mới nói như thế. Còn cũng có những cái vị đạo sĩ, đạo sư cũng xưng là A-la-hán chánh đẳng giác, nhưng mà lại không đi tuyên truyền truyền bá, cũng chính vì không gieo rắc cái tà kiến sâu rộng ở trong cuộc đời, cho nên các vị ấy khi chết không sinh về cái cõi khổ đau. Thì đấy là cái quan điểm của cái vị ác ma này là như thế. Nhưng Đức Phật nói rằng: Này ác ma, ta biết ngươi, ngươi chớ nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Này ác ma, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi nói như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với ta, ngươi nói như vậy không có lòng thương tưởng. Này ác ma, ngươi nghĩ cho sao, những ai được sa môn Gotama thuyết pháp, người ấy sẽ thoát ra khỏi ngoài cái tầm ảnh hưởng của ngươi. Này ác ma, những sa môn bà na môn không phải chánh đẳng giác nhưng tự xưng là chánh đẳng giác, còn ta là chánh đẳng giác, ta tự xưng là chánh đẳng giác. Này ác ma, Như Lai có thuyết pháp cho các ai cũng vẫn là Như Lai. Như Lai không thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai vẫn là Như Lai. Như Lai hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai vẫn là Như Lai. Như Lai không hướng dẫn đệ tử, Như Lai vẫn là Như Lai. Này ác ma, đối với Như Lai, các nậu hoặc các nậu hoặc tương ứng với phiền não đưa đến tái sinh, gây nên khổ phiền lụy, đem đến kết quả dị thục, đưa đến sanh già bệnh chết trong tương lai. Các nậu hoặc đấy đã được đoạn trừ, đã được cắt đứt tận gốc, làm như cái tana khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này ác ma, ví như cây tana chặt đầu, dầu thân cây này bị chặt đứt khiến không thể lớn lên. Cũng vậy này ác ma, đối với Như Lai, các nậu hoặc tương ứng phiền não đưa đến tái sinh, gây nên phiền lụy, đem đến quả dị thục, không thể sanh già bệnh chết trong tương lai. Các nậu hoặc ấy đã được đoạn trừ, được cắt đứt tận gốc rễ, làm như thân cây tana khiến không thể tái sinh, không thể sinh khởi trong tương lai. Như vậy vì ác ma đã thất bại, không thể thuyết phục ta, vì có lời nói của Phạm Thiên nên cái bài trả lời này cũng được gọi là Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Thế là toàn bộ cái nội dung, ý nghĩa của cái bài kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh, thì Đức Phật lên cái cõi Phạm Thiên để phá bỏ cái tà kiến cho cái vị Phạm Thiên Bắc Cá, là cái vị Đại Phạm Thiên ở cái cõi sơ thiền, tự xưng mình là Thượng Đế, là Thượng Tôn, là sáng tạo chủ, hóa sinh chủ. Đấy là một cái quan điểm, một cái tư tưởng mà nó đã có cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với cả cái cõi chư thiên và cái cõi nhân loại, từ ngàn xưa, từ xa xưa cho đến bây giờ cũng vậy, rất là nhiều người vẫn còn có cái quan điểm, có cái tư tưởng ấy. Cái vị Đại Phạm Thiên cũng vậy, cũng luôn luôn tự cho mình là Thượng Đế, Thượng Tôn như vậy. Và bởi vì các cái vị Phạm Chúng Thiên, các cái vị Phạm Phụ Thiên ở cái cõi Phạm Thiên đấy cũng tự tôn sùng, cũng kính ngưỡng các cái vị Đại Phạm Thiên ấy, cho nên các cái vị Đại Phạm Thiên ấy cũng luôn luôn bảo vệ cái quan điểm để bảo vệ được cái lợi ích, bảo vệ được cái quyền năng, quyền lực của mình. Và đó là một cái tư tưởng tà kiến,
Và cái tư tưởng ấy nó tương ứng với cái quan điểm của ác ma, khiến cho những cái người tin vào cái quan điểm ấy sẽ chìm đắm ở trong cái vòng luân hồi tái sinh mà không đi đến Niết Bàn giải thoát được. Thì thuở xưa cũng có một cái vị tỳ kheo, một vị này đắc được cái năng lực thiền định rất là thâm sâu, rồi tự nhiên khởi lên một cái tư tưởng rằng không biết bốn đại đất nước nửa gió, tức là vị đấy quan điểm về cái sắc thân mình, không biết cái bốn đại đất nước nửa gió này nó sẽ đi về đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Rồi vị ấy nhập định đi đến các cái cõi chư thiên, tứ đại thiên vương, gặp các cái vị vua tứ đại thiên vương, hỏi rằng các vị có biết rằng bốn đại đất nước nửa gió này nó sẽ đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn không? Thì các vị vua tứ thiên vương ấy nói rằng chúng tôi không biết, nhưng mà có chư thiên ở cõi đao nợ thiên cao thượng hơn chúng tôi, chắc các vị ấy biết. Rồi vị ấy lại đi lên cõi đao nợ thiên hỏi chư thiên ở cõi đao nợ là các vị có biết bốn đại đi đâu sau khi nó biến diệt hoàn toàn không? Các vị ấy cũng bảo chúng tôi không biết, vậy hãy nên hỏi các vị chư thiên ở cõi dạ ma thiên, đi đến đâu thì cũng được câu trả lời là chúng tôi không biết. Hãy nên cái cõi đầu suốt chư thiên cũng không biết, để nên cõi hóa nạc, các vị chư thiên cõi hóa nạc không biết, nên cõi tha hóa tự tại các vị ấy cũng không biết, và nói rằng các ngài hãy nên cõi phạm thiên mà hỏi các vị phạm thiên ấy. Thì cái vị tỳ kheo này nên hỏi các vị phạm chúng thiên, thì các vị ấy nói chúng tôi cũng không biết bốn đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn, vậy ngài hãy hỏi các vị phạm phụ thiên là phụ tá cho đại phạm thiên. Thì phạm phụ thiên nó không biết, nói là chỉ có bậc đại bậc thượng đế tối tôn, bậc biến nhãn, cái bậc có thể thấy mọi thứ, biết mọi thứ, có toàn năng toàn trí, tổ phụ của chúng sinh đã sinh, bậc hóa sinh chủ, sáng tạo chủ của chúng tôi mới biết, chứ chúng tôi không biết. Đó là đại phạm thiên. Rồi vị ấy nói rằng thế đại phạm thiên ở đâu? Thì lúc đấy các cái vị phạm chúng thiên nói rằng đại phạm thiên sẽ xuất hiện khi nào có ánh sáng xuất hiện. Rồi một lúc sau đại phạm thiên xuất hiện dưới một cái bầng ánh sáng rực rỡ. Vị tỳ kheo ấy đến mới hỏi đại phạm thiên rằng thưa ngài có biết rằng cái tứ đại thân tứ đại đất nước nửa gió này nó đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn không? Rồi cái lúc đấy vị đại phạm thiên nói rằng là ta là thượng tôn, ta là thượng đế, ta là tối tôn, ta là sáng tạo chủ, ta là hóa sinh chủ, ta là tổ phụ của chúng sinh đã sinh và sẽ sinh. Tỳ kheo nói rằng tôi không hỏi ngài cái đó, tôi chỉ hỏi ngài xem là tứ đại sẽ đi đâu sau khi nó biến diệt hoàn toàn. Lúc đấy thì cái vị đại phạm thiên này mới dắt vị tỳ kheo ra một cái chỗ vắng khác, với nói rằng là này, ở trước mặt ta các vị phạm chúng thiên này, chư thiên ở thiên phạm chúng thiên luôn luôn nghĩ rằng ta là một bậc toàn năng tối thắng, ta có thể biết tất cả, thấy tất cả, nhưng thực ra không phải thế, ta không có biết cái bốn đại này nó đi đâu cả, ông hãy trở về mà hỏi Đức Phật. Đức Phật ngay ở bên không đi hỏi, lại đi hỏi ở đâu đâu làm gì. Rồi cái vị tỳ kheo ấy mới trở về hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn là bốn đại sẽ đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói rằng giống như là một cái người buôn đi qua biển đấy, người ta đem một cái con chim rồi ra đến giữa biển người ta thả ra, nhưng con chim nó đi khắp mọi nơi, nó không tìm thấy chỗ nào trú, nó lại bay trở về cái con thuyền mình đã bay đi. Như vậy người ở bên ta không hỏi ta, đi hỏi khắp mọi nơi không được, bây giờ quay về với ta. Nhưng mà thực sự câu hỏi nó sai ngay từ đầu, người phải hỏi rằng là ở đâu, ở cái nơi nào mà cái tứ đại này không thể an trú được, ở cái nơi nào là cái nơi mà tứ đại này sẽ biến diệt. Thì cái câu trả lời của ta là khi nào thức diệt. Thì ở nơi nào mà có thức diệt thì nơi đấy biến tứ đại sẽ không có chân đứng, không có chỗ đứng, sẽ biến diệt hoàn toàn. Thì đấy là cái các cái vị tất cả những cái trí tuệ của con người cũng thế, ở cái cõi chư thiên, ở cõi phạm thiên cũng thế, chỉ có những ai có học cái giáo pháp của Đức Phật, có thực hành những cái pháp thiền chỉ quán của Đức Phật thì mới có được một cái chánh tri kiến, mới thấy ra được cái bốn đại này nó sinh diệt như thế nào, và vì ấy mới có thể có cái sự nhiễu chi về cái sắc thân này, mới diệt được cái tham ái đối với cái thân, đối với cái thân năm uẩn thọ tưởng hành thức này, thì các vị ấy mới có trí tuệ giác ngộ. Còn lại ở chúng sinh nào cũng vậy, ở trong tam giới này còn có cái si mê tà kiến, chấp rằng cái thân này là ta, của ta, tự ngã của ta, thì những chúng sinh ấy sẽ còn luân hồi, còn tái sinh. Và nhất là cái quan điểm, cái tư tưởng ấy nó sinh ra rất là nhiều ở các cái vị đại phạm thiên, luôn luôn coi rằng cái cõi phạm thiên là cõi vĩnh hằng, cõi thường hằng,
và luôn luôn coi bản thân mình là thượng đế, là tối tôn, là tối sáng tạo chủ, hóa sinh chủ. Và cái quan điểm, cái tư tưởng ấy nó càng làm cho cái tà kiến ở trên thế gian nó càng thâm sâu hơn, nó càng mạnh mẽ hơn. Ngày nào người ta còn tin rằng có cái cõi vĩnh hằng, có cái cõi thường hằng, thường tồn, thì người ta còn có những cái chủ quan nghĩ rằng mình chỉ cần cầu nguyện, ước muốn sinh về cái cõi đấy, thế là xong. Cõi ấy sẽ không có bất sinh, bất tử. Cái cõi ấy vĩnh hằng dài lâu, không còn phải lo gì nữa. Nhưng mà chỉ có Đức Phật thì mới thấy rằng không có cái cõi nào trong tam giới này vĩnh hằng hết, mà cái cõi nào cũng có sinh, có diệt hết. Cho nên chỉ khi nào giác ngộ ra được cái sự thật về vô thường, vô ngã rồi thì lúc đấy mới không còn vô minh tham ái nữa, thì lúc đấy mới hoàn toàn là bất sinh, bất tử. Lúc đấy mới thật sự là thường hằng, không có sinh già bệnh chết nữa, còn lại còn tái sinh thì sẽ còn luân hồi khổ đau. Đó là cái nội dung của cái bài kinh Phạm Thiên Cầu Thịch. Thì cái bài kinh nó có liên quan đến cái các vị Phạm Thiên, cho nên là có cái chủ đề là Phạm Thiên Cầu Thịch. Dạ, con cung kính bạch sư, con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, hôm nay có tổng cộng là 20 câu hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh Santa Cari ạ. Dạ, con thưa sư, tại sao ban đầu Đức Phật không chấp nhận cho phụ nữ xuất gia? Tại định kiến xã hội Ấn Độ hay do lý do nào khác ạ? Đức Phật không cho người nữ xuất gia là không phải là Đức Phật chủ trương tuyệt đối là sẽ không cho người nữ xuất gia, mà muốn làm khó người nữ một chút thì đấy là một cái thiện xảo đấy, mà một cái cách vì Đức Phật biết được cái tâm lý của người nữ, nếu như mà có cái sự dễ dãi thì họ sẽ rất là ngã mạn, ngạo mạn, và họ có cái sự tăng thượng mạn. Cái nguyên nhân lý do Đức Phật không có hoan hỷ, không có dễ dãi cho người nữ vào trong giáo pháp là để muốn bảo vệ cho giáo pháp được trường tồn lâu dài. Vì khi người nữ vào thì giáo pháp sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Bị suy yếu về thứ nhất là khi những người nam đang xuất gia, đang tu hành phạm hạnh, đang tinh tấn tu tập như thế này mà có người nữ cộng chú ở trong giáo pháp này nữa, thì cái tâm tham ái, thì cái sự tiếp xúc giữa người nam với người nữ sẽ làm suy yếu cái đạo tâm của người nam, và cái sự chứng đắc đạo của người nam bị yếu đi. Nhất là người nữ hay có cái bản tính cám dỗ, dụ dỗ người nam. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Đó, rồi cái nguyên nhân nữa là người nữ rất ngạo mạn, rất kiêu mạn, rất là có cái tính ương bướng, có nhiều cái thói hư tật xấu. Nên là nếu như mà được giáo dục nghiêm khắc thì họ sẽ mới trở thành người tốt. Còn nếu như mà dễ dãi với họ thì họ sẽ bộc lộ những cái tính xấu ấy ra. Và những cái tính xấu ấy làm mất niềm tin của những người chưa có niềm tin. Còn cho những cái người có niềm tin rồi cũng suy yếu cái niềm tin đi. Thì cũng như vậy. Nên là Đức Phật luôn luôn nói rằng nhà có đông con trai thì thịnh, nhà có đông con gái thì suy. Thì khi nhà có đông con gái thì những cái đạo tặc, những trộm cắp nó luôn nhằm vào những cái nhà này có ít con trai. Biết là những nhà có nhiều người nữ, người ta dễ vào để lừa dối, dễ vào để phá hoại, dễ vào để cướp bóc hơn, và người ta không chống trả được. Như vậy, những cái tà đạo, những cái tà kiến, những cái tà pháp nó sẽ len lỏi vào được nếu như ở cái môi trường đấy có nhiều người nữ tu tập. Còn cái người nam tu tập, người ta có cái trí tuệ mạnh hơn, người ta bảo vệ giữ gìn được cái giáo pháp hơn. Và cái nguyên nhân chính là vì hai bên nam nữ, nếu như là nữ thịnh thì nam sẽ suy. Như vậy, nếu cho người nữ vào thì cũng phải Đức Phật chủ yếu lúc đầu không muốn cho người nữ xuất gia là để làm khó như vậy, để cho người nữ khi đi tu tập rồi thì phải hạ mình xuống, phải diệt trừ cái kiêu mạn, cái ngạo mạn đi. Nên Đức Phật mới đề ra bát kính pháp,
luôn luôn liên quan đến chư tăng, có cái sự cung kính tuyệt đối, vô điều kiện đối với lại chư tăng, để cho người nữ không nấn át, không khinh thường, không phỉ báng đối với người nam trong cái hàng ngũ xuất gia, để nó có được cái sự tôn ti trật tự như vậy. Và khi cho người nữ xuất gia thì cũng cho, nhưng phải rất là khó, rất phải nghiêm khắc. Chỉ được xuất gia duy nhất một lần, khi đã xả y rồi thì vĩnh viễn không được cho xuất gia nữa. Và có rất là nhiều cái giới luật rất là nghiêm khắc đối với người nữ như vậy, để cho người nữ đã đi tu rồi thì phải thận trọng, phải luôn luôn giữ gìn, phòng vệ hết khả năng của mình. Nếu như mà người nữ thận trọng như vậy, không buông nơi, không có phóng dật, không phóng túng, thì nó không ảnh hưởng, nó không làm suy yếu cái uy tín của giáo pháp và không làm suy yếu đạo pháp. Còn nếu như người nữ mà được chiều chuộng, được buông lỏng, người ta kiêu ngạo, phóng dật, bộc lộ hết những cái thói hư tật xấu ra, thì người ta sẽ làm mất cái uy tín, sẽ làm mất đi cái sự tôn nghiêm và làm suy yếu giáo pháp. Đó là lý do Đức Phật nghiêm khắc với người nữ, chứ không phải là Đức Phật không cho người nữ đi xuất gia, mà là cái giáo dục của Đức Phật là phải nghiêm khắc với người nữ, không được dễ dãi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của thiền sinh Santa Cari ạ. Dạ, con thưa sư, con nghe vài bài pháp hay trong các kinh sách có nhiều đoạn Đức Phật chỉ dạng một bài pháp hoặc dạy người đó một pháp môn nào khác mà người đó có thể lập tức chứng đạo lập tức chứng quả đạo A-la-hán. Vậy con muốn hỏi, đạo quả không đi lần lượt từ Tu Đà Hoàn, Nhất Lai Đạo, Bất Lai Đạo hay A-la-hán hay sao ạ? Mà trong trường hợp như vậy lại không phải trải qua các đạo quả kia trước ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tất cả các đạo quả đều lần lượt trải qua từ thấp đến cao hết. Ngay như bản thân Đức Phật tu tập cũng tuần tự trải qua bốn đạo bốn quả như vậy. Khi Đức Phật tu tập cũng chứng sơ quả, sơ đạo sơ quả, rồi ngay lập tức chứng nhị đạo nhị quả, ngay lập tức chứng tam đạo tam quả, rồi lên tứ đạo tứ quả. Vậy thì cái quá trình mà nó chứng đạo ấy diễn ra trong một cái khoảng khắc rất là ngắn ngủi thôi. Rồi khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp cũng vậy, có những người đủ ba la mật để chứng đến bốn đạo bốn quả thì họ cũng chứng sơ đạo sơ quả trong một sát na, rồi nhị đạo nhị quả, rồi tam đạo tam quả, rồi tứ đạo tứ quả. Tất cả các cái đạo, cái thánh đạo thánh quả sa môn đều có sự tuần tự như thế, nhưng mà chẳng qua là có những vị chứng đắc một cách rất là nhanh chóng, trong một cái khoảnh khắc đều chứng được bốn đạo bốn quả ngay tức thì. Còn có những người thì chứng đắc đạo quả một cách tuần tự trong cách quãng một cái thời gian rất là dài. Có những người sẽ chứng được sơ quả, sơ đạo, sơ quả, nhưng mà hết cái kiếp này, kiếp sau mới chứng nhị đạo, nhị quả, kiếp sau mới chứng tam đạo, tam quả, rồi kiếp sau nữa mới chứng tứ đạo, tứ quả. Có những người sẽ chứng một cách từ từ dần dần như vậy, nhưng cũng có những người chứng được sơ đạo, sơ quả hôm nay, xong là tu tập thêm vài tuần, vài tháng, vài năm sau mới chứng nhị đạo, nhị quả. Như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày An Nan vậy, mấy chục năm sau mới chứng đạo quả. Rồi khi chứng nhị đạo nhị quả lại tu thêm một thời gian nữa mới chứng tam đạo tam quả, lại tu thêm một thời gian nữa chứng tứ đạo tứ quả, vì cái sự tu chứng nó không giống như ai. Có người thì chứng cùng một cái lúc đấy chứng được cả bốn đạo bốn quả luôn, nhưng mà cũng có người thì tu chứng một cách tuần tự, mỗi đạo quả sinh ở một cái thời gian thời điểm khác nhau, chứ không có ai là chứng thẳng lên tứ quả hết, không qua cái đạo quả dưới cả. Ngay cả Đức Phật vậy, các vị độc giác Phật vậy đều có lần lượt hết, các vị thanh văn đều có lần lượt các đạo quả, chứ không có ai chứng chỉ có một quả mà lại gọi là tứ quả được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả pháp danh Thiện Minh ạ. Con kính bạch sư, con đã quy y Tam Bảo, nhưng trong gia đình con có con đang ăn học ở quê, chủ yếu là làm lông và nuôi động vật để kiếm sống. Nếu không làm những việc này, con không biết phải làm gì, nhất là ở quê khó mà có công việc khác. Con kính mong sư từ bi chỉ dạy cho con. Con xin tri ân sư ạ. Làm nông và chăn nuôi trồng cấy. Thì đấy là một cái việc, làm một cái nghề nghiệp cũng thông thường của người tại gia. Nhưng mà trong những cái nghề nghiệp đấy, mình vẫn có thể cố gắng giữ cái giới,
không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói giới, không uống rượu. Mặc dù mình thọ trì giới, nhưng đối với người tại gia, cái giới ấy nó không thanh tịnh tuyệt đối được. Người xuất gia thì bắt buộc phải giữ giới nó thanh tịnh một cách tuyệt đối. Vì người xuất gia là muốn chứng đắc các đạo quả, đi đến Niết Bàn giải thoát. Còn người tại gia mình sống ở cái tại gia mình còn nhiều bổn phận, thế nên là mình còn phải nghề nghiệp để kiếm sống. Trong cái nghề nghiệp đấy, có mình biết tu tập thì mình tạo ra phước, nhưng cũng cái nghề đấy nó cũng đôi khi nó cũng tạo ra một chút tội. Thì vậy cho nên nó không hoàn hảo, không tuyệt đối. Cho nên sau này nó cho ra cái quả báo không hoàn hảo tuyệt đối được. Đó là có thể là sau này nhờ cái phước mình biết tu tập này, nhờ cái phước mình biết làm những cái bố thí cúng dường ấy, thì mình cũng được phước tương lai là có cái sầu sang, có những cái phước lành không bị tái sinh vào cõi khổ. Nhưng do những cái quả báo là đôi khi mình còn cộng nghiệp, cộng chú, còn cộng nghiệp với một chút về cái sự sát sinh, một chút giới nào đó nó còn bị khuyết phạm, bị ô nhiễm, cho nên nó vẫn có những cái quả báo như là ốm đau, bệnh tật, gặp những cái rủi ro, tai nạn, gặp những cái kẻ thù phá hoại, gặp những cái chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai nó ập đến. Đôi khi mình bị tổn đau thương về thân thể, có khi mình bị tổn thương về tinh thần, khi mình mất mát về tài sản. Đó là cái quả báo này, nó sẽ trổ khi mà cái nghiệp của mình nó không được hoàn toàn thanh tịnh. Thì nó thế thôi, vì là người tại gia thì nó cái cuộc sống nó sẽ không hoàn hảo, hoàn mãn được. Vì vậy cho nên mình muốn có cái cuộc sống hoàn hảo, thanh tịnh, tuyệt đối, không một chút ô nhiễm nào đó nữa, thì mình phải từ bỏ cái đời sống tại gia đấy để trở thành một cái người sống không nhà, sống chỉ có chú trọng về ấy thôi, về sự học pháp và hành pháp, thì mình mới đi đến thanh tịnh tuyệt đối được. Tại gia thì thanh tịnh tương đối, cứ giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, thế thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyên ạ. Dạ con thưa sư, con có một câu hỏi mà hay làm con băn khoăn, con mong được sư chỉ đạo ạ. Có một số người cho rằng cứ trọn vẹn trong đời sống hàng ngày là chánh niệm, kể cả việc xem phim, nghe nhạc, uống rượu, tán gẫu liên quan. Liệu quan điểm này có đúng không thưa sư? Con xin cảm ơn sư ạ. Quan điểm này là quan điểm bậy bạ, không có đúng nhá. Chẳng lẽ bây giờ người làm ác, người ta biết mình làm ác, người ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, người ta cũng biết là tôi đang sát sinh này. Tôi sát sinh, tôi biết tôi sát sinh nên tôi không có tội. Tôi trộm cắp, tôi tà dâm, tôi nói dối, tôi uống rượu, tôi biết rõ ràng cái việc làm tôi nên tôi không có tội gì cả. Nói thế có ai nghe được không? Và cái tội nó còn nặng hơn. Biết mà còn phạm, đấy là cái cố ý nó rất là mạnh. Thì cái tội đấy chỉ có đi vào địa ngục mà bị quả báo. Chứ vì cái tà kiến ấy nó lại trên nó lại còn là tối thượng của cái tà kiến nữa. Nó là còn một cái tội là phỉ báng cả cái chân chánh, cái tà cho là chánh, chánh cho là tà. Nên là không đúng là như vậy. Còn cái chánh niệm ở đây là chánh niệm là mình nhớ biết, nhớ nghĩ những điều chân chánh để nó đối trị, nó diệt trừ đi những cái bất chánh. Ví dụ như là mình luôn luôn khởi lên cái tâm từ để nó diệt trừ cái tâm sân, thì đó là chánh niệm trên cái tâm từ. Mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trên cái thân thọ tâm pháp, trên cái thân này, để mình biết rằng cái thân này là bất tịnh, cái thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, để diệt trừ đi cái tham ái, để diệt trừ đi cái tham dục đối với lại cái sắc thân. Chứ không phải là mình cái gì biết cái đó. Rồi mình chánh niệm tỉnh giác trên những cái thọ để thấy cái thọ là khổ, chánh niệm trên các tâm để thấy các tâm là vô thường, chánh niệm trên các pháp để thấy các pháp là vô ngã. Cái chánh niệm nó đi kèm với trí tuệ như vậy, chứ không phải là chánh niệm rồi mình thích làm gì thì làm. Cái đấy không phải là chánh niệm, mà cái đấy là ác niệm, chứ không phải là chánh niệm. Nên là đừng có khởi lên cái ác niệm đấy, ác tà kiến đấy. Cái đấy là con đường đi đến đọa vào địa ngục ạ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Vũ Mạnh Giang ở Gia Viễn, Ninh Bình. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, chương 5, phẩm Lam Cư Sĩ, bài số kinh 177, Đức Phật có nói về 5 nghề mà người cư sĩ không nên làm như sau. Có 5 nghề buôn bán này, này các tỳ kheo, một nam cư sĩ không nên làm.
thế nào là lăng, buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Con xin sư giải thích chi tiết về lăng nghề này ạ. Nhất là nghề buôn bán thịt, tại sao Đức Phật lại không cho các cư sĩ buôn bán thịt ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Tất cả những cái nghề này nó đều gián tiếp, nó là gián tiếp tạo ra những cái tội lỗi, cho nên nó là tà mạng. Buôn bán chất độc, buôn bán chất say, buôn bán vũ khí. Vì chất độc thì người ta đi đầu độc người khác, đang tiếp tay cho những người ác. Chất say vậy làm cho người khác bị say, vũ khí thì người ta đi giết nhau. Buôn bán người, đấy cũng là một cái tội lỗi, người ta hành hạ con người với nhau. Buôn bán động vật súc sinh. Và mình buôn bán thịt cũng vậy. Cái người buôn bán thịt thì mình sẽ phải luôn luôn đi đặt người khác là hãy giết cho tôi, cung cấp cho tôi một tạ thịt, một tấn thịt để mai tôi còn đem đi, tôi đi giao hàng. Thì người ta phải về người ta giết cả đàn, cả đống những con vật khác nhau. Thì đấy là mình sẽ có cái cộng nghiệp với những cái hành động sát sinh đấy, những cái hành động tội lỗi đấy. Thì cái nghề đấy mình kiếm sống bằng cái nghề đấy là tà mạng. Mặc dù nó không trực tiếp, mình không trực tiếp làm hại đến sinh mạng, nhưng gián tiếp, đang tiếp tay, đang gián tiếp cho những cái tội lỗi kia. Vậy nên là một người cư sĩ mà sống bằng những nghề đấy là tà mạng. Cho nên là đấy là những cái nghề mình tránh, thì sau này mình mới không bị cộng nghiệp, không bị cộng nghiệp với những cái, sau này mình không trực tiếp mà bị những cái tổn thương về cái quả báo đấy, nhưng luôn luôn bị gián tiếp. Ví dụ như là mình không có, sau này mình không có trực tiếp là giống như bị ốm đau, nhưng mình lại là thân bằng quyến thuộc của những người ốm đau. Vì người ta sát trực tiếp làm những việc tội lỗi đấy thì người ta ốm đau chết chóc. Còn những cái người mà cộng nghiệp ấy sẽ là thân bằng, phải chăm sóc cho người ốm đau đấy, phải chịu cái nỗi khổ là mồ côi mục cút, rồi là cái nỗi khổ bị cô nhi quả phụ mất mát những người thân, đấy là cộng nghiệp. Vậy nên để tránh cái cộng nghiệp đấy thì tránh những cái việc làm đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hường ạ. Con xin kính đảnh lễ sư. Thưa sư, chồng con mất vì tai nạn giao thông khi còn trẻ. Thỉnh thoảng khi có dỗ mùng 1 hay rằm thì chồng con vẫn về nhập vào người thân, thì nên giải thích hiện tượng này như thế nào và con nên làm gì để có thể giúp cho chồng con không ạ? Con mong sư hoan hỷ giải đáp cho con được tận tường. Con xin tri ân công đức của sư ạ. Cái hiện tượng nên đồng đấy rất ít khi nó đúng sự thật. Đó là một cái phi nhân nào đấy, người ta sống ở gần nhà mình ấy, người ta lợi dụng khi có những người thân qua đời thì người ta mới áp vào để người ta đòi hỏi cái này cái kia, để mục đích là người ta muốn những người thân nhà mình cung phụng, cung kính, cúng bái, cúng dường cho họ, để họ thỏa mãn được những cái nhu cầu gì đấy. Mà đó cũng có khi lại là một cái người, người ta cũng lại là một cái phi nhân bất thiện, người ta đang hành hạ, đang làm khổ những cái người thân trong gia đình nhà mình. Vì vậy cho nên với một cái người đã chết đi theo nghiệp của mình rồi thì đừng có tin tưởng vào cái sự đồng bóng, tin tưởng vào cái sự gọi là nhập nên đồng nên bóng người này người kia. Mình càng tin tưởng thì người ta càng phát sinh ra nhiều. Còn nếu mình không tin tưởng thì cái hiện tượng này nó mới hết đi. Còn những người chết rồi, người ta sinh về đâu là theo nghiệp của họ. Sinh về có thể họ sinh cõi trời, thì sinh lại làm người, thì làm chư thiên, hoặc người ta sinh làm vào địa ngục ngã quỷ súc sinh rồi mình không biết được. Thì cái việc của mình đó là luôn luôn giữ cái tâm xả như vậy. Người chết là đi theo con đường, đi theo cái nghiệp của họ. Mình cũng từng là thân bằng với quyến thuộc với tất cả chúng sinh trên cái cõi thế gian này. Chẳng ai từng chưa là thân bằng quyến thuộc của mình, và ai cũng đi theo nghiệp của mình như thế hết. Nên là ai chết mà cũng khổ đau thì mình sẽ khổ đau đến bao giờ để mới hết được. Nên là tốt nhất là hãy đừng có nghe, đừng có tin, đừng có nghe những cái lời phán bảo người ta thế này thế kia, mà hãy tránh đi, hãy gạt bỏ những cái tư tưởng đồng bóng ấy đi. Có thì khi mình làm những cái việc phước gì mình hồi hướng chung chung cho những thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Nếu họ mà là ngã quỷ thì họ hoan hỉ với những cái phước đấy, rồi họ chờ cho đến khi hết nghiệp mà tái sinh về cõi này. Thế thôi. Còn bây giờ mình làm được cái gì nữa khi đã chết rồi, đi theo nghiệp của mình rồi, chẳng ai thay đổi được cái nghiệp của ai cả. Nên là hãy
sống tự tại thôi, không tin điều nhảm nhí làm gì. Dạ con thưa sư, con xin tá câu hỏi của hành giả Phước Thiện Trí ạ. Dạ con thưa sư, ngày xưa con tu theo Phật giáo Bắc Tông, sau này con có duyên được gặp gỡ Phật giáo Nguyên Thủy. Qua quá trình tu học của hai nhánh Phật giáo, con khởi lên câu hỏi về những gì con học được trước đó. Đó là ngày xưa con học và tìm hiểu, được biết các vị thiền sư của Thiền Tông bên Phật giáo Bắc Tông đắc đạo thông qua cách tham vấn, câu thoại đầu hoặc những câu kệ rồi đắc đạo. Tuy nhiên, trong ấy không nói rõ các ngài đã đắc đạo và quả nào, mà chỉ nói là minh tâm kiến tánh. Như vậy, con có thể hiểu là các vị đã đắc đạo theo kiểu như ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiến Liên khi nghe câu kệ từ một vị đệ tử của Đức Phật rồi đắc đạo không? Hay phải lên hiểu sự đắc đạo này như thế nào cho đúng pháp ạ? Con xin chân thành tri ân sư ạ. Cái sự đắc đạo đấy khác hoàn toàn nha, khác hoàn toàn với cái sự đắc đạo như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đắc đạo khi nghe thấy một cái câu pháp, các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do nhân duyên diệt, thì rồi chứng đắc được sơ quả. Khi chứng được sơ quả, vị ấy có cái tuệ phản khán, biết mình đã chứng được sơ quả, vị ấy biết mình đã đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, biết rằng với cái đạo quả này thì nếu như mình có không chứng đắc cao hơn thì cũng chỉ có thể tái sinh ở cái cõi tương lai trong nhiều nhất là 7 kiếp tương lai mà thôi, chứ không có thể tái sinh lâu dài tương lai được nữa. Cho nên vị ấy biết mình đã trở thành một vị thanh văn giác, và cái con đường này đi đến Niết Bàn, thì đã trở thành một vị thanh văn giác rồi thì không bao giờ có thể trở thành vật chánh đẳng giác, không bao giờ có thể thực hành Bồ Tát đạo trong tương lai nữa. Đó là cái sự chứng đắc, nó có cái chân lý rõ ràng cụ thể, chứng đắc tứ thánh đạo thánh quả, chứng đắc bốn sự thật khổ tập diệt đạo như vậy. Còn cái sự chứng đắc mà về sau này của pháp Đại thừa phát triển thì khác, không có nói rõ rằng chứng đắc cái gì, không có nói là chứng ngộ được cái chân lý gì, và không nói chứng đắc được đạo quả gì, không nói là đã đoạn trừ được cái nậu hoặc gì, và không có nói được rằng là đã đi đến đâu trong cái giai đoạn giải thoát giác ngộ ấy. Thì cái sự chứng đắc ấy nó chỉ là một cái sự tự nhận thôi. Một cái người nào đấy cảm thấy như là mình có một cái tư tưởng gì đấy nó được đả thông, nó được đả thông một cái tư tưởng gì đấy, và cho rằng cái tư tưởng đấy là một sự chứng đắc. Vậy như là từ lâu đến giờ người ta cứ bị nghi vấn về một cái vấn đề gì đó, nghi vấn rằng là không biết là cái cõi thiên đường nó có thật không, không biết là cái cõi địa ngục nó có thật không. Người ta đang hoài nghi, đang nghi vấn như vậy. Rồi một hôm người ta được nghe một cái bài pháp, người ta được nghe một cái giáo pháp nào đấy khiến cho cái niềm tin của người ta xác quyết hơn. Người ta nghĩ rằng có thiên đường thật, có địa ngục thật, có nhân quả thật, có nghiệp báo thật. Và khi người ta được đả thông cái tư tưởng như vậy thì người ta cho rằng vị đấy đã hốt nhiên đại ngộ, đã giác ngộ. Là ngộ là khi giải tỏa được một cái hoài nghi đấy thì đấy là cái ngộ. Cái ngộ đấy nó khác. Còn cái ngộ mà để giác ngộ được đạo quả, để đoạn trừ được nậu hoặc, để đi được đến, để thấy được Niết Bàn, để giải thoát tử sinh, thì hai cái ngộ này khác nhau. Vậy nên là mình không được hiểu cái ngộ là cái đả thông được cái hoài nghi, thắc mắc, cái tư tưởng tạm thời, với cái sự chứng ngộ, với cái sự giác ngộ chứng đắc đạo quả, có cái trí tuệ nó đi kèm. Vì ấy biết được mình giác ngộ được cái chân lý gì, vì ấy biết được mình đã đoạn trừ cái gì, và vì ấy biết là mình đã đi đến đâu trong cái con đường đi đến Niết Bàn này, thì đấy mới là cái sự giác ngộ các cái đạo quả thanh văn thật sự. Hai cái sự giác ngộ khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Yên ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi con đến các chùa Theravada, con thấy các sư tụng kinh bằng tiếng Bali. Con có hỏi mọi người xung quanh, kể cả các chư tăng, là liệu mọi người có hiểu ý nghĩa của các bài kinh tụng đấy hay không, thì tất cả đều trả lời là không hiểu, chỉ biết tụng theo thôi, hoặc bảo là tụng là để cho chư thiên nghe bởi vì họ hiểu.
con cảm thấy việc tụng kinh mà đọc như học sinh học vẹt chẳng hiểu cái gì, hoặc là tụng để cho chư thiên nghe như kiểu đạo Bà La Môn giống như trong thời Đức Phật, thì có đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn và làm lãng phí thời gian và chẳng mang lại lợi ích gì hết, ngoài việc khiến người nghe cảm thấy êm tai du ngủ không ạ? Tại sao hiện nay mặc dù các hòa thượng, dạ con xin đọc lại, tại sao hiện nay mặc dù hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch toàn bộ các kinh Ly Ca Gia sang tiếng Việt nhưng các chùa chẳng bao giờ tụng đọc các bài kinh đó có đầy ý nghĩa nhân văn đó là lời gốc của Đức Phật dạy, mà chỉ thấy chư tăng tụng các kinh Bali như kinh Hộ Trì, Pachita, Đại Thi Lễ Kệ, kinh Thỉnh Chư Thiên, vân vân là kinh do người đời sau sáng tác và mang tính tín ngưỡng quá nhiều ạ. Câu hỏi của con xin hết, con xin kính mong sư trả lời câu hỏi của con ạ. Con xin tri ân sư ạ. Như việc tụng kinh thì với cái trình độ Bali của mỗi người khác nhau. Với những người nào người ta chuyên học Bali sâu thì người ta tụng đến đâu người ta hiểu nghĩa đến đấy, người ta vẫn hiểu sâu sắc. Thì cái việc mà mình duy trì lại cái ngôn ngữ Bali là để mình hiểu nó sâu, nó bám sát lại cái lời của Đức Phật dạy mà nó không bị chuyển ngữ. Bởi vì khi mà dịch sang cái ngôn ngữ thì nó có nhiều cái ngôn ngữ khác nhau và cái trình độ của người dịch khác nhau và cái sự hiểu biết đôi khi nó lệch lạc khác nhau. Mình sẽ thấy rằng là có một cái bản gốc kinh Bali này, những người này dịch nó khác, người kia dịch nó khác, mỗi người dịch sẽ có một cái bản nghĩa đen nghĩa bóng nó khác nhau xa lắm. Nhưng mà nếu như mà có cái bản gốc Bali để đối chiếu lại thì cái người nghiên cứu ấy, cái người học ấy mới có được cái sự hiểu nó thâm sâu hơn, nó gần với cái lời gốc của Đức Phật hơn. Còn nếu như mình chỉ hiểu trên cái bản dịch thôi, như Hòa Thượng Minh Châu dịch thì có thể kinh nó thế này, nhưng sẽ có một cái người khác dịch nó lại có cái văn từ, cái ý nghĩa nó lại khác đi rất nhiều. Vậy nên là học trên cái bản dịch nhưng cũng không quên là đối chiếu lại với bản gốc. Mà muốn đối chiếu lại với bản gốc thì cần phải học Bali. Vậy nên với Phật giáo Nguyên Thủy cần phải học Bali. Thì đương nhiên là cái đối với một cái người chuyên học, đối với một cái học giả thì người ta học dành nhiều thời gian để người ta học cả Bali, cả cái nghĩa. Thì với người ta học và hiểu nghĩa Bali nó cũng chẳng khó gì như người học tiếng Anh nhá. Nói tiếng Anh người ta cũng hiểu được nghĩa tiếng Anh. Thì học tiếng Bali cũng thế thôi. Với người ta chuyên học một thời gian dài thì người ta đọc đến đâu người ta cũng hiểu đến đấy, chứ có phải là ai cũng không hiểu đâu. Thì một số người mới tu tập chưa có thời gian chuyên sâu học Bali cho nên là mới chỉ học được có cái tiếng mà chưa có học được nghĩa, nhưng mà từ từ sẽ học sau, lúc nào có thời gian học sẽ hiểu được nghĩa. Khi hiểu được nghĩa thì mới thấy được sát cái lời Đức Phật dạy, thì không bị hiểu sai lạc đi. Như vậy thì giáo pháp mới không bị xuyên tạc, không bị mai một. Người khác muốn xuyên tạc cũng không xuyên tạc được, vì mình có cái bản gốc để đối chiếu, nó quan trọng như vậy. Thứ hai nữa là cái thời tụng kinh nó mang cái tính nghi lễ rất là ngắn ngủi, chỉ có 15, 20, 30 phút. Thì mang cái tính nghi lễ như vậy để tỏ cái lòng thành kính, thì cái việc tụng kinh đấy không phải là để mất thời gian, mà cái thời tụng kinh là chỉ để có cái sự tán thán Đức Phật, cái sự nguyện cầu chia phước thôi. Đấy là để tăng thêm cái tâm thành kính, tăng trưởng thêm cái đức tin của những người mới thôi, chứ việc tụng kinh không phải là quá mất nhiều thời gian, cho nên là cũng không đáng lo ngại là cái việc tụng kinh Bali là mất thời gian. Thật cũng chẳng mất thời gian bao nhiêu, chứ cũng mấy cái bài kinh đấy mà tụng bằng tiếng Việt thì cũng chỉ vài lần là thuộc lòng thôi. Mà tụng đi tụng lại nó cũng chán, tụng bằng Bali thì sẽ hiểu có cái cung kính, có cái sự tôn trọng cái ngôn ngữ, cái văn tự, cái văn hóa của thời Đức Phật, cho nên cái niềm tin nó sẽ mạnh hơn, cái tâm thành kính nó cao hơn, cái sự hoan hỷ nó sẽ cao hơn. Thì vậy nên là với một cái người ta học một vài cái bài kinh tụng bằng tiếng Bali, thứ nhất là thời gian mất không đáng kể bao nhiêu, nhưng cái vẫn có lợi lạc, có lợi ích, chứ không phải không có lợi lạc, không có lợi ích. Bây giờ mình chỉ học bằng tiếng Việt thôi, đến lúc có một số cái hoài nghi mình sẽ không giải tỏa được, nhưng học cả tiếng Việt, học cả Bali thì mình sẽ có được cái nhìn nhận
nó chuẩn chỉ hơn, nó thâm sâu hơn, nội lạc hơn. Nên vậy nên là ai có thời gian thì mình cứ học cả Bali tiếng Việt, còn ai không có thời gian, mình muốn để nhiều thời gian mà học toàn nghĩa tiếng Việt và thực hành Pháp thì cũng được. Cái điều đó là cái tự nguyện, cái sự lựa chọn của mỗi người. Điều này không bắt buộc, nên là mình có thể. Nhưng có một số những nghi lễ không thể không có Pali được, như là quy y, tam bảo, thọ trì, tam quy, ngũ giới và một số những giới luật căn bản. Phải duy trì cái gốc từ thời Đức Phật để nó không bị mất gốc, để không bị mai một đi. Thì một số nghi lễ vẫn phải duy trì và giữ gìn những cái ngôn ngữ Pali. Nên người học theo giáo pháp Nguyên Thủy, không ít thì nhiều, phải biết một chút về cái Pali, chứ không thể không biết tí nào được. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Bá Tiến ạ. Kính bạch thầy, tôi đang mới bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi đọc kinh Likaya thấy khá là đúng đắn, nhưng tôi đang thắc mắc là khi tôi tìm hiểu trên mạng internet thì thấy ở Việt Nam có tới hai hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy. Một là chánh Phật pháp Nguyên Thủy của Trưởng lão Thích Thông Lạc, và hai là Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Theo tôi thấy thì cả hai đều giảng dạy bằng kinh điển Likaya. Vậy mong thầy cho tôi hỏi là hai hệ thống này có gì khác biệt nhau, và tu tập thì giống hay khác nhau ạ? Tôi xin cảm ơn quý thầy. Phật giáo Nguyên Thủy thì có những người thì được truyền thừa một cách có hệ thống. Tức là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì Phật giáo trên cái giáo pháp thì ở chung ai muốn học cũng được, ai muốn nghiên cứu, ai muốn thực hành cũng được hết, kể cả là người Nguyên Thủy, người không Nguyên Thủy, người Đại Thừa đều có thể học và thực hành tư tưởng ấy. Nhưng mà cái sự truyền thừa về người xuất gia thì có cái sự khác nhau. Sự truyền thừa về người xuất gia bên Phật giáo Nguyên Thủy thì phải là một vị sư Nguyên Thủy có cái sự truyền thừa từ thời Đức Phật theo đúng những cái giáo, theo đúng cái giới luật của Phật giáo Nguyên Thủy, có đầy đủ những cái tụng đọc tuyên ngôn, có những cái vị thầy tế độ, rồi là có những cái người đệ tử, cái vị thầy là phải hợp pháp, cái vị đệ tử xuất gia đấy cũng là hợp pháp. Còn có một số cái vị thì tự xưng mình là sư Nguyên Thủy nhưng không có cái sự truyền thừa, như không có thầy tế độ, không có, thì những cái vị đấy mặc dù tự xưng mình là sư Nguyên Thủy nhưng không phải là sư Nguyên Thủy, vì không có, vì đã là một cái người xuất gia phải có một cái sự truyền thầy, phải có một vị thầy tế độ, mà cái vị thầy tế độ đấy phải là cái người có cái vị thầy tế độ từ trên nữa, chứ không phải là người mạo nhận, cái người tự xưng. Nhưng ở trong giáo pháp mà một cái người tự mặc áo cà sa tự xưng mình là sa môn thì cái đấy là một cái tội mạo danh, cái đấy là cái tội ăn cắp ăn trộm tăng tướng, thì cái điều đó không được chấp nhận. Thì cái vị đó dù mình có tự xưng như thế thì nó cũng không đúng, nó không, chỉ những người ngu không biết thì mới lầm tưởng tin rằng đó là vị đó là một cái nhánh của bên Nguyên Thủy thôi. Còn những người có trí tuệ biết pháp thì vị ấy biết rằng đây chỉ là mạo nhận tự xưng thôi, nhưng không đúng. Không, còn cái việc thực hành cái pháp của Đức Phật ấy thì cứ học đó, trong kinh điển như vậy, Đức Phật dạy như vậy thì mình học như vậy, Đức Phật có pháp hành như vậy thì thực hành như vậy. Thì cái sự thực hành thì không thành vấn đề, ai cũng thực hành được hết, ngoại đạo hay là cái người trong đạo, bất cứ là một chúng sinh nào cũng được phép học giáo pháp và thực hành giáo pháp, mà cái giáo pháp đó là của Đức Phật, không có của riêng ai, nên ai muốn học muốn hành đều được cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Jalita. Kính thưa sư, con là Jalita. Hiện tại con đang thực tập liệm hơi thở, nhưng thỉnh thoảng lại hay bị lẫn lộn giữa tứ đại và hơi thở. Vì trước khi tu học theo phương pháp của các thiền sư Pempa Ao giảng dạy, thì con tự thực hành thiền tứ đại nhưng không có hệ thống, vì con tự nghe các video trên YouTube rồi thực hành theo. Gần đây, trong lúc con thực tập, có lúc con đã thấy hơi thở ổn định một chỗ, và tập trung nơi cửa mũi, thấy mây trắng tụ quanh chóp mũi. Có lúc đám mây này chợt bừng sáng lên như sao mai, nhưng thời gian bừng sáng rất ngắn, chỉ khoảng một phút rồi biến mất. Sau đó con lại thấy hơi thở là những hạt li ti đủ màu sắc,
Những hạt li ti ấy có lúc sáng lên và hợp thành một viên ngọc nhiều cạnh, giống như viên kim cương rực sáng. Con cố gắng bỏ qua các hình ảnh đó và chú ý vào hơi thở, nhưng không còn tập trung tốt nữa. Không biết nên làm thế nào, có phải con đang bị kẹt vào thứ thiền đại không ạ? Con xin sư chỉ dạy. Đừng có suy luận, đừng có phân tích nhiều, thì nó sẽ đỡ sinh ra những cái hoài nghi, những cái tạp niệm năng sang. Giờ nếu muốn hành thiền hơi thở, hành thiền tứ đại thì mình phải hành các cái đặc tính của tứ đại. Đất cứng thô nặng mềm mịn nhẹ, nước chảy dính lửa nóng lạnh, gió đẩy nâng, thì mình phải hiểu những cái đặc tính đấy. Còn khi mình chuyển sang hành thiền hơi thở, mình đừng nghĩ đến cái pháp mà mình đã hành thiền tứ đại kia nữa. Biết hơi thở vào ra ở trước cửa mũi, điểm xúc chạm này, biết hơi thở vậy thôi. Thì khi biết hơi thở đấy tốt rồi thì nó sẽ xuất hiện nimitta, là những cái ánh sáng. Đầu tiên nó mờ mờ, trắng trắng hay nó tỏa sáng rực rỡ, thì mình đừng có đi theo những cái ánh sáng đó, đừng chạy theo, đừng nhìn sâu vào những cái ánh sáng đó, đừng thấy cái hạt ni ti gì hết, mà phải nằm lơ nó đi, không để ý, không quan tâm gì cả, cứ tiếp tục nhận biết hơi thở vào ra ở cửa mũi và cứ duy trì cái sự thực hành đấy lâu dài, cho cái định đấy nó thâm sâu hơn nữa, rồi cái ánh sáng càng lúc nó càng sáng hơn nữa. Khi nào mình có thể duy trì cái ánh sáng ấy được 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng suốt ngày suốt đêm thì lúc đấy nó mới thật sự là cái định đã ổn định vững chắc. Còn nó mới xuất hiện một chút xíu nó mất đi thì nó còn quá yếu, chưa đáng để cho mình quan tâm, chưa đáng bận tâm, chưa đáng để ý. Nên hãy nằm nơ nó đi và cứ tiếp tục nhận biết hơi thở ở ngay trước cửa mũi và cứ giữ thực sự thực hành vừa vừa, không chăng căng thẳng mà cũng không nơ nà, và cứ duy trì như vậy thì càng ngày định nó sẽ càng mạnh nữa đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phương Cường ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư, người chưa y quy Tam Bảo, người chưa quy y Tam Bảo khi bố thí chú cúng dường hoặc làm các điều công đức khác rồi hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của họ thì phúc báo như thế nào nếu so với người đã quy y Tam Bảo làm điều tương tự? Con xin tri ân sư ạ. Cái người không quy y Tam Bảo mà người ta cũng làm những cái việc phước như là biết bố thí hay là cúng dường ấy, thì người ta hồi hướng cho người thân. Thứ nhất là nếu như họ không quy y Tam Bảo thì cái đức tin, cái thiện tâm ấy nó chưa chắc đã có trí tuệ đi kèm. Vì cái người mà người thuần là một cái người vô đạo hay là đi theo một cái tà kiến tà đạo ở đời thì người ta hay có những cái tà kiến. Khi làm việc phước ấy, thì cái phước ấy, nó ni trí, nó không có, người đấy không biết rằng nó có nhân quả, có nghiệp báo, có đời này, có đời sau, có những cái thiện nghiệp, ác nghiệp gì. Cho nên là khi người ta làm, cái niềm tin nó yếu. Một là cái niềm tin nó yếu, hai là cái trí tuệ nó đi kèm với cái nghiệp ấy nó cũng yếu. Mà nhất là những cái bản thân người ta, cái giới hạnh, giới đức của người ta nó cũng yếu. Thì người ta không quy y, người ta không có thọ giới. Cho nên cái giới nó yếu, cái phẩm vật làm ra đấy nó có thể thanh tịnh, nó cũng có thể không thanh tịnh. Và cái đối tượng mà thọ nhận cái sự cúng dường đấy cũng có thể thanh tịnh, có thể không thanh tịnh. Vì vậy cho nên cái phước nó sẽ yếu hơn. Còn với một người có quy y thì cái đức tin người ta đặt vào Phật Pháp Tăng nó cao hơn. Đôi khi vì quy y nên người ta giữ giới, vì quy y nên người ta được nghe Pháp, vì quy y cho nên người ta hiểu được cái nghiệp và quả của nghiệp nó cao. Cho nên là khi làm những cái việc phước đấy thì cái tâm thiện đấy nó được đi kèm với trí tuệ. Và cái người làm việc phước đấy thanh tịnh, cái vật thí nó thanh tịnh và cái đối tượng thọ thí là Tam Bảo nó cũng thanh tịnh hơn. Vì nó có được ba cái yếu tố cùng thanh tịnh cho nên cái phước mạnh mẽ cao hơn. Vậy cái người có quy y Tam Bảo làm việc phước thì cái phước ấy cao thủ thắng hơn những cái người mà không quy y, thì cái trí tuệ và cái phước của người ta nó yếu hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bảo ạ. Con xin kính bạch sư, con có hai câu hỏi về tọa thiền, xin sư hoan vị hỷ giải đáp giúp con ạ. Khi ngồi thiền thì cần đặt tâm ở nơi chóp mũi. Hiện tại khi ngồi thiền con thấy có cách là suy nghĩ đến chóp mũi và chú tâm đến chóp mũi. Khi thực hành chú tâm đến chóp mũi thì con cảm giác vùng mắt rất khó chịu, giống như mình đang nhắm nghiền mắt lại và có xu hướng chạy theo hơi thở thay vì chỉ đặt tâm ở chóp mũi và quan sát. Con cũng đã thử đặt tâm xa hơn, không dính vào sát cho mũi,
nhưng vẫn không cải thiện. Con chuyển qua chỉ suy nghĩ đến cho mũi thì cảm giác thấy dễ chịu hơn, nhưng một chốc lát thì không còn nhìn thấy vùng mũi nữa mà chỉ nhìn thấy hơi thở. Cái sự hành thiền đừng đi nhìn chóp mũi, đừng có để tâm vào mắt, đừng có đi quan sát cái kiểu đấy, cách hành thiền đấy nó sai. Cái ý thức hành thiền sai, cái sự hiểu biết cách thức đều sai hết. Khi ngồi thiền phải nhắm mắt hoàn toàn lại và hướng tâm lên trước cửa mũi, là để tâm nhận biết cái luồng hơi thở đi vào đi ra, chứ không cần để ý đến cái chóp mũi nhiều, không được đưa tâm lên mắt để nhìn xuống, mà chỉ có cái ý thức của mình, nó không sinh ra từ mắt đâu. Mà cái ý thức đấy mình hướng tâm đến đâu thì nó ở đấy. Thế thôi, mình chỉ cần biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng thôi. Cái sự thực hành ấy, như cái vị vừa trình bày ấy, thì nó hơi bị gượng ép, nó hơi căng thẳng, nó hơi mất tự nhiên, cho nên cái tâm nó rất là khó chịu, bị ức chế, và có thực hành như vậy cũng không định tĩnh được. Nên là phải để cho cái tâm nó tự nhiên ra, nó nhẹ nhàng thoải mái ra, và cái ý thức nó chỉ cảm nhận, nó biết hơi thở vào ra, cái luồng hơi thở vào ra là được rồi, chứ đừng có biết cái mũi, đừng có nhìn chằm chằm, mà cứ thảnh thơi, thư thái, thoải mái, dễ chịu ra, thì cái tâm nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ an vui, nó dễ chịu hơn, và nó mới định tĩnh được, chứ còn cứ căng thẳng thế không định tĩnh được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Thiện Bảo ạ. Dạ, con thưa sư, con xin mô tả hơi thở trong lúc con hành thiền. Lúc mới ngồi và chú tâm đến chóp mũi thì hơi thở của con nhanh và ngắn và có xu hướng tâm chạy theo hơi thở. Con có cố gắng ngồi thêm để quan sát thì một hồi sau hơi thở bị loạn, cảm giác như cơ thể vẫn có động tác hít vào thở ra, nhưng hơi thở của con thì không theo kịp. Con phải thực hiện ngưng thở một chút và bắt nhịp cùng với cơ thể thì mới trở lại bình thường. Nhưng một thời gian sau thì con cảm nhận hơi thở rất ngắn và gấp, giống như theo mạch đập ngày càng nhanh, cảm giác khó chịu và lười thở. Con thử ngưng thở để quan sát thì chỉ còn mạch đập. Sau đấy con chú ý thở lại thì thở bình thường, nhưng cảm thấy hơi thở nhẹ và mịn hơn lúc mới ngồi. Như vậy thì con cần làm gì để khắc phục? Con xin sư hoan hỷ dạy bảo. Con xin chiên sư ạ. Những cái sự thực hành đấy nó gượng ép quá mức cần thiết vì cho nên là nó sinh ra cái sự ức chế căng thẳng như vậy. Đây nó cũng là một cái tình trạng chung của tất cả mọi người hành thiền, là luôn luôn có cái sự chăm chú mạnh quá, cái sự thực hành đấy là chăm chú mạnh quá, và càng làm như vậy thì càng ức chế, càng căng thẳng, càng tán loạn hơn, chứ không định tĩnh được. Nên là khi ngồi thiền phải ngồi với cái tâm lý nó thoải mái hơn như ngồi chơi, chứ đừng quá quan trọng, đừng quá là nghĩ là mình, và đừng quá là thấy hơi thở, đừng cố gắng thấy hơi thở cho nó quá rõ, chỉ cần hơi hơi biết một cách nơn mơ thôi. Giống như là bây giờ mình đang ngồi bình thường thế này, mình nhắm mắt đã, mình không cần nghĩ là ta phải ngồi thiền thế nào, mình chỉ cần hơi ý thức mình biết hơi thở vào ra, thì cái lúc ngồi thiền vậy, mình chỉ hơi hơi có cái ý thức biết hơi thở vào ra là đủ lắm rồi. Chứ đừng có tính toán là hôm nay ta sẽ ngồi thiền, ta phải cố gắng, ta phải thấy cho hơi thở rõ ràng như thế này, ta phải thực hành cách này, để càng có cái ý đồ, ý định, có cái tính toán, có tư tưởng, có sự nỗ lực cố gắng quá mức như vậy, thì đến lúc ngồi thiền nó ức chế, nó căng thẳng, nó tán loạn. Nên là phải bỏ hết tất cả những cái tư tưởng ấy đi, mà ngồi thiền nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng ra một tí nữa, như là ngồi nghỉ ngơi thư thái, thư giãn ấy, thì nó chỉ dùng một cái ý thức, một chút xíu ý thức để nó biết hơi thở vào ra là đủ rồi. Và cứ duy trì cái ý thức nhẹ nhàng tự nhiên đấy mà biết hơi thở, rồi dần dần nó sẽ sung mãn lên dần dần, rồi dần dần cái tâm mình nó hút sâu vào cái hơi thở đấy, nó hoan hỉ thích thú, nó định tĩnh và nó đắc định ở trên hơi thở đấy được. Thì phải thư thái thả lỏng nhẹ nhàng ra nữa thì nó mới không bị rơi vào cái căng thẳng đó nữa. Dạ, con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Sari ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ông Táo, ông Địa, các vị thần giữ đất,
Quan Âm Bồ Tát, những vị này hiện gia đình con đang thờ rồi cúng kiến họ hàng, rồi cúng kiến họ ngày rằm và mùng một, thì họ có phù hộ cho gia đình con không ạ? Con cũng không biết là họ có thật và có năng lực để phù hộ không nữa, hay chỉ là vong nào đó của tổ tiên ông bà nhà mình. Từ ngày con theo Phật giáo Lam Tông, con không còn thắp nhang hay cầu xin họ nữa. Con không biết việc quên lãng họ như vậy là đúng hay sai nữa. Con xin chiên sư ạ. Ông Táo, ông Thủ Công, thì thực ra thì trong những cái đất hay trong ngôi nhà nhà mình vẫn có các vị thần, các vị chư thiên, thần đất, thổ công, thần sông, thần cây, thần núi, người ta vẫn sống, vẫn ngự trị, vẫn ở đó. Còn mình muốn thờ người ta thờ, không thờ người ta cũng chẳng trách. Nhưng mà mình muốn người ta phù hộ cho mình ý, thì mình phải làm những cái gì đó nó tạo ra công đức, nó tạo ra phước để hồi hướng cho họ, thì họ mới phù hộ lại cho mình. Mình mà không làm lợi ích cho họ, họ cũng không làm lợi ích cho mình đâu. Cái gì nó cũng phải có qua có lại như vậy, giống như ở trên đời cũng vậy. Nếu như mình muốn một cái người nào đó mà mình thấy rằng họ có uy quyền hơn mình, ví dụ một cái người quan chức, một người lãnh đạo gì đó, mà người mình muốn là cái người này sẽ phù hộ độ trì giúp đỡ mình trong công việc gì đó làm ăn, thì mình phải có quà cáp, mình phải có gì đó làm lợi ích cho họ, rồi họ mới nhân nhượng, rồi họ mới giúp mình trong cái việc này việc kia. Thì chúng sinh là thế, các vị chư thiên thì cũng là một chúng sinh thôi. Mình muốn họ phù hộ mình phải phù hộ họ trước. Không thì mình sống thì mình phải có từ tâm, rải cái tâm từ để cho người ta yêu quý mình. Giống như là bây giờ có một cái người nào đó, mình không có tài sản để mình cho ai, nhưng mà mình có cái tâm từ ái hoan hỷ, giống như một cái người bạn tốt vậy, khiến cho mọi người người ta kính trọng mình, hoặc là người ta mến mộ về cái đức tính của mình, rồi người ta cũng giúp mình. Thì với người các vị chư thiên thế, với người trần thế thôi, có khi là mình làm trao, có cái sự trao đổi qua lại, cũng có khi là vì cái đức hạnh của mình mà khiến cho người ta quý mến, người ta ủng hộ. Thì sống với chư thiên cũng thế, một là mình làm các việc phước như là bố thí cúng dường, tụng kinh lễ Phật, tạo ra công đức rồi hồi hướng cho họ, rồi sau đó họ sẽ lại quan tâm giúp đỡ lại mình. Hai là mình sống cho nó có đức hạnh, có giới hạnh, có cái từ ái, rồi người ta cảm mến được cái đức hạnh, giới hạnh của mình, rồi người ta giúp mình. Đấy là cái cách sống với nhau là như vậy. Còn nếu như mình là người biết quy y Phật, mình sống, mình tôn thờ Phật, mình tu tâm, mình học đạo, mình giữ giới hành thiền, thì tự nhiên mình có cái đức hạnh khả ái khả kính, thì các vị chư thiên người ta cũng tôn thờ Phật, người ta cũng tu tập, người ta cũng coi vị mình như là một vị đồng phạm hạnh vậy. Rồi người ta cũng kính nể cái đức hạnh của mình kính Phật, thì người ta cũng kính Phật, thì người ta cũng quý mình. Khi nào mình có cái gì mà người ta giúp được thì người ta sẽ giúp. Cũng giống như con người trong xã hội với nhau, có phải lúc nào cũng giúp đâu, chỉ khi nào mình có cái việc gì đó cần thì người ta mới giúp thôi. Chẳng qua là như là cái lúc mình bị ốm đau bệnh tật gì đó thì mọi người đến thăm hỏi nhau. Cũng vậy, trong cuộc sống chẳng may mình gặp cái chuyện gì đó buồn phiền hay là khổ đau, ốm đau gì đấy, thì các vị chư thiên người ta cũng đến, người ta cũng tìm cách, người ta cũng giúp cho mình nhanh chóng gặp thầy, gặp thuốc để mình chóng được tai qua nạn khỏi. Thì người ta cũng giúp nhau, người chư thiên với lại con người thì cũng giống giống nhau vậy, chứ đâu khác nhau gì đáng mấy đâu. Tốt nhất mình hãy sống tốt với mọi người trên đời, để mọi người khi gặp cái chuyện gì khó khăn thì giúp nhau. Còn các vị chư thiên là những người mình không nhìn thấy được, thì mình tin cũng được, mà mình hướng cái đức tin nó về Đức Phật rồi, cũng chẳng ai trách mình cả. Nên là mình thờ hay không thờ là tùy mình mà thôi, không ai bắt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quang Khải ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Lúc con đi làm nhiều lúc phải tranh luận, dạo này con hay tranh luận với sếp con, có những lúc con cảm thấy muốn cho cái tính khó chịu của sếp con bớt đi, nên con đã có những câu nói có thể làm sếp con không thích, bản thân con cũng không muốn vậy, và sau mỗi lần như vậy con cảm thấy như thế là không lên, rồi lần sau con vẫn bình thường với sếp con, nhưng ông ấy lại tiếp tục làm con cảm thấy phải tiếp tục thể hiện những điều đó ra bằng lời nói. Dạ con xin sư cho con lời khuyên để sóng ở trong lòng con có thể lặng yên trước những kiểu người như vậy được không ạ? Con xin chiên sư ạ. Thì
Bây giờ chỉ có một cái cách, đó là mình chịu khó ngồi thiền giải tâm từ. Thiền giải tâm từ mình hướng đến một cái người kính mến. Giải tâm từ nó như là mình khởi lên tư tưởng cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Rồi người đến người thường, rồi sau đó đến những người mình hay khó chịu. Ví dụ như ông sếp mình giải tâm từ hàng ngày, liên tục, thường xuyên. Lúc nào cũng phải giải tâm từ. Khi mà cái tâm từ ái nó mạnh lên thì đồng thời cái tâm kham nhẫn nó mạnh lên. Khi mà cái tâm từ của mình nó yếu, cái tâm kham nhẫn nó cũng yếu. Khi mà người ta nói một câu đụng chạm hay là xúc phạm đến mình là mình sẽ muốn xúc phạm nặng, hay muốn đấu đá nặng. Nhưng mà cái từ tâm của mình nó mạnh lên, cái lòng kham nhẫn nó mạnh lên. Hay mình luôn hướng về người ta giải tâm từ như vậy. Thì đến một lúc người ta nghĩ đến mình một cái là cái tâm của người ta cũng hoan hỉ, nhưng người ta không chống đối mình nữa. Còn nếu như mà mình có ác ý với người ta, khi người ta nghĩ mình cái, người ta cũng cảm nhận được cái sự ức chế khó chịu trong lòng. Mặc dù nha, con người với con người không phải là cứ bộc phát ra bằng lời nói tôi ghét ông, hay là nói những câu chỉ trích phỉ báng nhau mới biết được không, mà cái người ta sẽ cảm nhận được tâm với tâm. Khi mà hai người đang quý nhau, người ta nhìn nhau, người ta cũng cảm nhận được có cái hoan hỉ nó khởi lên. Khi mà người ta quý nhau, nhìn đến nhau một cái, người ta thấy có cái nụ cười nó sinh ra. Nhưng khi hai người đang ghét nhau, chỉ cần nhìn nhau một cái là nó chau mày lại, và bắt đầu cái con mắt nó sôi sục lên. Và hay là không có ấy, người ta cũng luôn cảm nhận được. Khi mình đi qua người này nó rất là khó chịu, biết là người này đang có sân với mình. Vì vậy nên còn đối với người có tâm từ, khi mà mình đại tâm từ đến người đấy, khi người đó hướng tâm đến mình, cái người ta cảm thấy nó an an ở trong lòng. Và chính vì vậy nên mình muốn sống hòa hợp với ai, không mâu thuẫn, không đối đầu với ai, thì hay rải tâm từ đến người đấy rất nhiều. Khi rải tâm từ đến người đấy thì luôn luôn có cái sự bình an với nhau. Khi trong lòng nó đã an rồi thì nó sẽ hay có những cái là làm những lời nói, những hành động làm vui lòng nhau. Còn khi trong lòng nó đã khó chịu với nhau thì sẽ thích nói ra những lời nói, những hành động để chống đối nhau. Vậy thì hãy hành thiền tâm từ nhiều vào thì sẽ có sự an vui. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhuận Hạnh ạ. Dạ, mô Phật, thưa sư, xin sư cho con hỏi mối tương quan giữa tứ niệm xứ và Vipassana là gì vậy ạ? Có gì giống và khác nhau không ạ? Mong sư phân tích giúp con với ạ. Con thành kính niệm ân sư ạ. Tứ niệm xứ thì nó bao gồm cả thiền chỉ và thiền quán, nó bao gồm cả Samatha và Vipassana. Ví dụ như niệm thân là hơi thở vào ra là Samatha, và đó là thiền chỉ, thiền định. Hay là niệm về sắc chết, niệm về ba hai thể trược, mọi cái niệm đấy thì nó là Samatha. Còn khi niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp thì nó sẽ bao gồm Vipassana ở trong đó. Và niệm thân nhưng ở giai đoạn phân tích sắc thì cũng là Vipassana. Còn Vipassana thì không bao gồm Samatha mà chỉ bao gồm niệm có, trong đó cũng có thân, thọ, tâm, pháp. Vậy Vipassana là khi phân tích ra được sắc, đấy là niệm thân. Khi phân tích ra thọ, tâm, pháp, các cái nhân sinh ra thân, thọ, tâm, pháp, cái sự sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã của thân, thọ, tâm, pháp, đấy là Vipassana. Vậy thì Vipassana nó cũng bao gồm ở trong tứ niệm xứ, bao gồm cả Samatha và Vipassana. Vipassana là một phần trong cái tứ niệm xứ đó. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Thêm ạ. Con thưa sư, con chưa được quy y Tam Bảo. Nay con xin sư hoan hỷ quy y Tam Bảo cho con, và con xin sư chỉ dẫn cho con biết hành thiền chỉ như thế nào và thế nào là thiền quán ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Muốn quy y Tam Bảo thì sẽ một là vào cái đường link, vào Zoom của chùa vào các ngày 15, 30, 8, 23 vào lúc 7 giờ 15 phút buổi sáng, một tháng 4 ngày trai sư sẽ thọ tam quy, truyền tam quy, bắt quan trai giới, ngũ giới. Còn không nữa thì đến chùa để thọ tam quy vào những ngày như thế. Còn muốn hành thiền chỉ, thiền quán thì nên đến chùa đăng ký tham gia các khóa thiền một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm gì đó, hoặc lâu dài hơn thì càng tốt. Thì phải như vậy thì mới học được. Còn muốn học những cái thiền căn bản thì vào những cái trang mà sư hướng dẫn cho mọi người trả lời những cái buổi trình pháp ấy, những buổi trình pháp ấy thì cũng
để mà biết được cái cách thực hành thiền căn bản. Chứ trong bài giảng này không có thời gian để sư hướng dẫn một cách chi tiết được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Hùng ạ. Dạ, kính bạch sư, lâu nay con có tìm hiểu về những đề mục thiền quán thì con có đọc được nhiều phương pháp khác nhau như chỉ quán song tu hay thuần quán. Khi đọc đến chỗ nhiều vị thiền sư hướng dẫn hành giả đạt đến tứ thiền hơi thở rồi dùng ánh sáng đề mục mới bắt đầu vào thiền quán, khiến con khá là bối rối vì con cứ tưởng chỉ cần chánh niệm đơn thuần là đã tu tập thiền quán rồi. Con mong sư giải đáp thắc mắc. Con kính tri ân sư ạ. Thiền quán thì cái mức độ quán nó khác nhau, mức độ chánh niệm tỉnh giác nó khác nhau. Nếu như một cái người mà đi vào thiền định thì sau đó đắc cận định, an chỉ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sau đó suốt ra khỏi tầng thiền rồi quán, thì lúc đấy cái tâm nó rất là sáng, có cái ánh sáng rực rỡ và nó quán được sắc pháp, thấy các cái hạt sắc, quán danh, thấy được các tâm tâm sở, các cái đặc tính một cách rõ ràng, thấy tính sinh diệt vô thường của vô ngã, thì cái quán đấy nó là cái tuệ thực sự. Nó là cái tuệ giác, nó là tuệ quán và nó nhanh chóng đi đến sự giác ngộ thật sự. Còn nếu như một cái người mà cứ quán sắc, quán danh nhưng nó không có ánh sáng, chỉ quán bằng cái tâm thông thường như là một cái người người ta đang học bài, người ta đang nhẩm, người ta học bài, thì cái quán đấy nó không giác ngộ được, nó không, nó quán đến khái niệm của cái hạt sắc đấy, khái niệm của danh, khái niệm của thân tâm này thôi, và nó luôn luôn trú ở trên cái pháp tục đế mà nó không thể thấy được các pháp chân đế. Nếu như cái tâm mà nó không có cái nimitta, nó không có cái ánh sáng đó, vậy thì một người đi thẳng vào thiền quán mà người ta có cái định tốt, người ta đi vào sát na định, cận hành định thì người ta cũng có cái ánh sáng rực rỡ, nó sáng tỏa chiếu khắp toàn thân, rồi người ta mới thấy được sắc danh, rồi người ta mới thấy được cái đặc tính chức năng, sự thể hiện nhân gần của từng cái pháp một, rồi người ta mới quán được cái tính sinh diệt của nó, thì người ta mới giác ngộ được. Còn nếu mình người chỉ quán trên khái niệm thôi thì giống như người học lý thuyết ấy, nó không giác ngộ được, nó khác nhau như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Dạ, con thưa sư, một thiền sinh thực hành thiền niệm hơi thở, thấy ánh sáng mờ dưới mi mắt và trên mặt, nhưng vô tình chia sẻ nhầm với người khác, là thấy ánh sáng trên chóp mũi, thì có gây ra nghiệp xấu không ạ? Và nên thực hiện sám hối như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mình hành thiền mà nó có kết quả gì đó, mình đừng có nên nói, như khoe khoang. Khi mà một người khoe khoang về cái pháp hành ấy, thì nó tán tâm loạn ý, tâm nó tinh thần nó bất an và mình không tiến bộ được, không chứng đắc những cái pháp cao hơn được. Nên tốt nhất đừng có kể nể, đừng có khoe với người khác. Mình chỉ cần có cái ý là kể ra để khoe cho người khác kính nể mình thì ngày hôm đấy mình ngồi thiền nó đã bất an rồi. Còn nhất là mình lại còn nói dối, nó có ít mà lại nói ít là nhiều ấy. Tu được ít mà lại nói là tu cao để ngã mạn tăng thượng mạn ấy, thì cái pháp ấy nó chướng ngại cực kỳ luôn. Phải sám hối. Sám hối thì tự mình đối trước Tam Bảo mà sám hối, hoặc mình sám hối với một cái vị thầy nào đấy, sám hối với bất cứ ai cũng được, hoặc tự mình sám hối được vì cái nỗi nó nhẹ thì mình sẽ sám hối được. Còn nếu như mình không có pháp mà mình tự nói là có pháp nhé, ví dụ như là nhất là cái người mà chưa đắc các tầng thiền mà tự mình cố tình nói dối là tôi đắc sơ thiền, nhị thiền ấy, thì cái tội đấy cực kỳ nặng. Cái tội đấy nếu người xuất gia mà nói dối cái điều đấy là bị đứt giới xuất gia luôn, bị đấy mất luôn cái hạnh xuất gia, trở thành người cư sĩ luôn, và không được phép xuất gia nữa, vì đó là tội đấy là tội đại vọng ngư. Nếu như mình là người cư sĩ cũng vậy, mình mà khoe khoang cái mình không có, nó là đại vọng ngữ như vậy, thì khiến cho mình kiếp này không chứng được thiền, không chứng được những cái pháp thượng nhân, dù có nỗ lực cũng không chứng được. Nên hãy thận trọng, đừng có nói năng, đừng có khoe khoang những cái pháp mà mình tu tập chứng đắc đó, có thành tựu được cái gì hay giữ ở trong lòng mình. Chỉ khi nào mình biết là có một vị có kinh nghiệm hơn, có thể hướng dẫn mình tu tập tiến bộ hơn thì hãy trình bày với cái tâm cầu tiến, chứ đừng nghĩ rằng với cái sự khoe khoang. Còn không nên khoe với những người khác thì mới tiến bộ trong pháp này được.
Dạ, thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Pháp Nhãn ạ. Dạ, con kính bạch sư, trong lúc thực hành thiền để một hơi thở, ghi nhận thọ định diệt, nơi đầu mũi, có những lúc, có những pháp nổi bật là âm thanh, con ghi nhận pháp đó bắt đầu sanh và đến khi bắt đầu diệt. Tâm con hoàn toàn ghi nhận pháp đó, tâm con hoàn toàn ghi nhận khi pháp đó hoàn toàn diệt. Con xin phép hỏi đó có phải là trạng thái sát la định không ạ? Đó là sự an lạc trong sát la định hay còn gọi là thấy pháp sinh diệt phải không ạ? Con xin chiên sư ạ. Không phải nha, cái này hành theo cái cách thực hành này là do mình tưởng tượng ra, đó là cái một cách vọng tưởng ấy thì đúng hơn ấy. Chứ không phải sát la định, không phải là sinh diệt gì hết. Thì hãy bỏ qua những cái đấy, thì đấy là chỉ là tạp niệm, đấy chỉ là vọng tưởng và cứ tiếp tục đi theo như thế sinh ra ảo tưởng. Và cái pháp tu như thế không đi đến đâu hết. Hãy bỏ qua ngay cái cách đó và thực hành cho nó thận trọng lại. Nếu quan sát hơi thở thì chăm chú nhận biết hơi thở vào ra. Nếu như nó có tự tướng nó xuất hiện thì cũng đừng vội đi theo, đừng tính, đừng nhìn vào tính sinh diệt gì hết. Cứ tiếp tục nhận biết hơi thở. Khi nào cái tự tướng của mình nó phải liên tục 2-3 tiếng, mình chú trên đấy định tĩnh liên tục nữa, vào được an chỉ định rồi cơ. Còn khi nào chuyển sang mình hành những cái pháp chân đế để mà thấy tính sinh diệt thì mình phải hành thiền tứ đại một cách có hệ thống, tuần tự đắc thiền tứ đại mới phân tích ra các cái sắc, phân tích ra danh, rồi phân tích ra cái tính nhân duyên. Rồi sau khi mình thấy được cái tính tam tướng vô thường của vô ngã rồi mình mới thấy được cái nhân duyên là cái này nó sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Rồi đến lúc đấy mới là quan sát được cái tính sinh diệt. Cái vô minh sinh nên hành sinh, vô minh diệt nên hành diệt, nên nó là vô thường của vô ngã. Đến cái giai đoạn đấy mới là quán được tính sinh diệt của nhân duyên của danh sắc này. Còn đừng có tự mình tưởng tượng ra theo ý thích của mình rồi mình nghĩ là mình đã đạt đến những cái pháp đó, nhưng còn rất là xa. Bây giờ hãy thận trọng mà tu tập lại từng bước từ đầu đi. Quan sát hơi thở vào ra đi, đừng có nhảy theo lên một cái pháp nào khác nữa. Dạ, thưa sư, đã hết các câu hỏi trong ngày hôm nay rồi ạ. Mọi người hồi hướng. Idame bunyam asawa khazam vaham hotu idame bunyam nidbanasa Pachajo Hotu Mama Punya Bhagam Sabasabthanam Pachemi Tesabe Medamam Punya Bhagam Napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.